Mau đi. Chị Lan, mau đi. Chị Lan. Hồng Lan, mau lên. Hồng Lan, đứng lại. Mau đi đi. Chị Lan. Hồng Lan, con mau chạy đi. Chị Lan. Hồng Lan. Hồng Lan, Hồng Lan, con mau chạy đi. Đứng lại. Đứng lại. Hồng Lan, con mau chạy đi. Đứng lại. Hồng Lan, con mau chạy đi. Hồng Lan, không được chạy. Sư phụ, sư bá, cầu xin hai người hãy nghĩ cách để cứu Trân Trân đi. Ồ, Hồng Lan à, con không còn giống như chúng ta. Mau ăn cái này trước đi ha. Sư phụ à, bà người quan trọng, nếu không sợ là không kịp nữa đâu. Việc này không dễ giải quyết. Chuyện của Trân Trân bây giờ nhất định phải tìm được chứng cứ có lợi mới có thể rửa tội cho cậu ấy. Nếu nghe bao chuyện cũng không có cách nào, thì sao chúng ta có thể tìm được chứng cứ rửa tội cho cậu ấy chứ? Như vậy chúng ta có cách gì để tái hiện lại tình huống thực tế xảy ra ngày hôm đó hay không? Chỉ cần để hoàng thượng và tất cả mọi người xem được tình huống tối hôm đó, vậy thì mọi chuyện sáng tỏ rồi. Sư bá, không phải người có rất nhiều pháp bảo hay sao? Có thứ gì có thể giúp đỡ được hay không? Pháp bảo lợi hại như vậy chỉ có Long Dương mới có đó. Long Dương? Đúng, Long Dương có một viên Long Bảo Châu có thể hiện lại quá khứ. Nhưng mà làm sao ngày ấy chịu cho con chứ? Đúng đó, muội đã rời khỏi thủy tộc rồi. Với lại Long Dương vì chuyện này vẫn đang canh cánh trong lòng. Không lo được nhiều như vậy, Hồng Lan liều chết cũng phải thử một phen. Đâu phải một mình con đang liều chết chứ. Hồng Lan à, con thật sự muốn đi hay sao? Sư phụ, sư bá, Hồng Lan luôn gây phiền phức cho mọi người, nhưng mà mọi người yên tâm đi, Hồng Lan sẽ tự mình chịu hết, tuyệt đối sẽ không liên lụy tới mọi người. Chuyện tới nước này, nói như điều này có ích gì nếu như không có bọn ta? Con có gặp được Long Dương không? Phải đó, con xem sư phụ con sảng khoái biết mấy. Sư phụ, đi, chúng ta đi thôi. Đi. Chuyện gì vậy? Kim Mộc đưa cô đương, hoàng thượng phái chúng tôi tới để bảo vệ cho cô. Vậy sao? Lúc nãy chúng tôi làm mất dấu của cô, đang rất lo cho an nguy của cô. Đã xảy ra chuyện gì không sao? Không có chuyện gì hết. Vậy đa tạ ý tốt các vị, ta đi trước đây. Khoan đã. Có chuyện gì nữa? Hoàng thượng lo cho an nguy của cô, đặc biệt hạ lệnh kêu chúng tôi hộ tống cô tới một nơi an toàn ở tạm ổn, cho đến khi chuyện của Trương Trần kết thúc, cô mới được rời khỏi. Đa tạ ý tốt của hoàng thượng. Làm phiền ngươi nói với hoàng thượng, không cần lo lắng cho mẫu đơn. Kim cô nương, tại hạ chỉ là chấp hành ý chỉ của hoàng thượng. Nhưng mà bây giờ trời tối rồi, cô cứ ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai ti chức sẽ đi thông báo với hoàng thượng. Mời.
Kim mẫu đơn cô nương ở đây canh gác nghiêm ngặt, bất kỳ ai cũng không được tùy ý ra vào. Cô cứ yên tâm ở lại chỗ này nghỉ ngơi đi. Mẹ trên trời linh thiêng hãy phù hộ con, tuyệt đối đừng để Hồng Lăng có được sự giúp đỡ của thủy tộc. Rốt cuộc là có chuyện quan trọng gì mà phải gặp bằng được bổn vương? Long Vương, thuộc hạ dẫn theo Hồng Lăng khẩn xin Long Vương khai ân ban cô ấy Long Bảo Châu, để cô ấy đem về dân gian cứu Trân Trân. Bổn vương đã sớm nói rõ ràng, nếu Hồng Lăng đã tới nhân gian, từ bỏ thân phận thủy tộc thì cô ấy phải vĩnh viễn cắt đứt quan hệ với thủy tộc. Các người vẫn cứ lén lút gặp gỡ riêng, giúp đỡ Hồng Lăng. Bổn vương nể tình 500 năm với các người, nên bỏ qua cho các người. Bây giờ không ngờ các người còn dám tới gặp bổn vương xin bảo vật. Rốt cuộc các ngươi có coi trọng luật pháp của thủy tộc chúng ta hay không? Long Vương, xin ngài đừng quy tội cho sư phụ và mọi người. Tất cả đều là lỗi của Hồng Lăng. Hồng Lăng khẩn cầu Long Vương cho mượn pháp bảo để cứu Trương Trân. Nếu không Trương Trân khó giữ tính mạng. Tính mạng của Trương Trân đó liên quan gì tới bổn vương ta? Phàm nhân các ngươi không tôn trọng sinh mạng, kêu thủy tộc chúng ta thương tiếc sao đây? Long Vương à, là Hồng Lăng đã hại Trương Trân, xin ngài hãy cứu huynh ấy. Hồng Lăng sẵn sàng trả giá bằng mạng sống của mình. Người nói hay thật đó. Hãy nghĩ tới khiên gì, bổn vương liền giận tới muốn băm người ra trăm mảnh. Long Vương, sư phụ, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao hả? Người vẫn chưa nói cho đồ nhi tốt của người biết sao? Từ khi con rời khỏi thủy tộc xong, Long Thái Tử cứ buồn bã miết. Ngày ấy thường tới nhân gian để lén xem con. Sau đó cuối cùng ngày ấy ngã bệnh, tới giờ vẫn chưa khỏe lại. Hồng Lăng không hề đáng được thái tử làm như vậy. Khiên nhi của trẫm nó quá si tình, không ngờ lại xem phản đồ ngươi như viên ngọc quý. Bây giờ ngươi còn gì ái lan ở thế gian, tới xin bổn vương giúp. Vậy mà ngươi cũng nghĩ ra. Bổn vương chính là muốn nhìn hắn ta chết, để ngươi cũng nếm thử mùi vị đau khổ này. Đừng mà, Long Vương xin hãy cứu Trương Trân. Nếu muốn lấy mạng, Hồng Lăng sẵn sàng đền bằng mạng sống của mình. Thái tử, thái tử, tiểu nhân đã bỏ một ít thuốc mê vào nước của bọn họ. Thái tử điện hạ, người nhất định phải cẩn thận. Tiểu Bảo, ngươi làm tốt lắm. Thái tử điện hạ, mau mở cửa ra. Nhưng mà hoàng thượng,
Ta nói mở ra. Dạ. Các người đang tính làm gì? Đi theo ta. Ê, ta không đi. Để làm gì vậy? Nếu chưa được hoàng thượng phê chuẩn, ta tuyệt đối không đi. Hoàng thượng quyết định xử trảm huynh rồi, huynh còn không đi sẽ không còn cơ hội nữa. Để không được ích kỷ, để nghĩ cho mình, cũng phải nghĩ cho Hồng Lan và dì Lan nữa. Nếu bây giờ ta bỏ đi mặc kệ mọi chuyện, sau này phải lang bạc khắp nơi, mãi mãi không thể có cuộc sống tốt. Đối với họ mà nói, huynh còn sống quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Vậy còn hai người? Hai người thả ta ra ngoài cũng là tội chết. Vậy chúng tôi đi cùng đây. Huynh đường đường là một thái tử, ta không giống với huynh. Thân phận của ta là thái tử, nhưng bây giờ ta chính là huynh đệ của đệ. Triệu Đoan, tất cả mọi việc đều phải coi trọng đại cục, huynh không được ngang bướng như vậy. Bây giờ là ta ngang bướng hay là đệ ngang bướng? Đệ sẽ không đi, chuyện này không cần bàn nữa. Đệ đừng ép ta. Ta đánh đệ ngất rồi vác đệ ra. Không được gì đệ mà loạn quy tắc của hoàng gia, làm loạn pháp luật của Đại Tống. Đệ sẽ không đi đâu hết. Trường Trân, đệ đang bị trúng tà gì vậy hả? Trường Trân, không lẽ huynh thật sự muốn chết sao? Hai người đi đi. Nếu như ta bỏ trốn, Trường Trân sẽ trở thành một đào phạm. Cho dù thật sự phải chết, ta cũng không thẹn với lòng. Nếu trên đời này thật sự có công lý, ta tin cuối cùng cũng sẽ có ngày sẽ trả lại được trong sạch cho ta. Trần chết tiệt, Trần Trần ngốc mà. Người đâu, dẫn hắn qua đây. Trương Trân, trẫm cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Quan thượng, thần vẫn sẽ như vậy, thần sẽ không lấy kim mẫu được. Hành hình quan, hành hình đi. Thần tuân chỉ. Đao hạ lưu tình.
kẻ đến là ai? Hồng Lăng, bệ hạ, nói ra thì ta và ngài từng có duyên gặp nhau. Ồ, cớ sao lại nói như vậy? Ở Khai Phong phủ, khi bệ hạ ra lệnh cho Kim Sủng dùng kiếm chém chết Hồng Lăng, chính ta là người đã cứu cổ. Ngươi là Long Thái Tử Ngạo Khiên. À, vậy Hồng Lăng cô ấy? Hồng Lăng là Lý Ngư Tinh của thủy tộc chúng tôi. Ồ, vậy thì các ngươi tới đây vì chuyện gì? Lần này chúng tôi tới chính là muốn cho bệ hạ coi rõ chân tướng của sự việc, trả lại trong sạch cho Trương Trân. Nếu như chân tướng của các ngươi có thể chứng minh Trương Trân vô tội, trẫm lập tức phong thịt hắn. Được. Chứng cứ ở đây. Đây là vật gì? Đây là Long Bảo Châu, là bảo vật của thủy tộc chúng tôi. Bên trong nó có thể hiện ra toàn bộ cảnh tượng xảy ra trong quá khứ. Ồ, trẫm rất muốn coi thử. Bệ hạ, vụ án này còn một nhân vật quan trọng vẫn chưa xuất hiện. Là ai? Kim cô nương, quan thủ có lệnh, mời cô lập tức theo chúng tôi tới pháp trường một chuyến. Di thần, tham kiến phụ hoàng. Tham kiến hoàng thượng. Bình thần, tạ hoàng thượng. Di thần đã dẫn nhân vật mấu chốt của vụ án tới. Long Thái Tử điện hạ, tất cả nhân vật liên quan ngài cần đều đã tới đây. Được. Chúng ta trực tiếp đi tới đoạn quan trọng nhất. Trước đêm thành thân của Trương Trân và Hồng Lăng, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Yêu vật? Đây không phải là yêu vật. Các người đừng hòng lấy nó để che mắt mọi người, phá hoại chính nghĩa và trật tự nhân gian. Đây không phải là yêu vật, đây là pháp bảo của Long Dương. Đây là lời nói một phía của các ngươi. Á Hồng Lăng này, hoàng thượng, cô ta cũng là yêu quái. Năm xưa cô ta giả danh Kim Mẫu Đơn, gây náo loạn công đường, hại thần chịu khổ trong lao ngục, chịu đủ mọi bức ức. Hồng Lăng này cứ luôn tìm đủ mọi cách lừa gạt mọi người. Ngoài mặt thì trong trắng lương thiện, nhưng lại luôn lén lút âm thầm làm phép, gây hại nhân gian, hãm hại dân làng. Còn Trương Trân rõ ràng biết tất cả, lại luôn bao che ả ta. Hoàng thượng, Trương Trân là mệnh quan triều đình, nhưng lại tham mê nữ sắc, không màng an nguy của bách tính. Chỉ có thần, bởi vì vô tình biết được bí mật của bọn họ, nên luôn bị hãm hại. Lần này tốt rồi, càng ngày táo tợn hơn, kéo nguyên một đội yêu ma quỷ quái tới đây. Hoàng thượng người có biết không, quan hệ của Trương Trân và Hồng Lăng không phải bình thường. Lời của hai người đó nói không thể nào tin được. Hoàng thượng, Mẫu Đơn không nơi nương tựa, hoàng thượng xin làm chủ cho Mẫu Đơn. Mẫu Đơn, nếu như nói Hồng Lăng cô ấy muốn hãm hại người, vậy thì hôm đó sao cô ấy phải một mực che chở cho người, còn cầu xin trẫm ban hôn cho ngươi và Trương Trân nữa? Là thật không thể giả, là giả không thể thật. Tất cả đã xem trong quá khứ, trẫm tự có định đoạt. Đứng dậy đi. Tạ hoàng thượng. Long Thái Tử điện hạ, bắt đầu đi. Được bệ hạ.
Mẹ, ngủ ngon. Ca, ngày mai là ngày đại hỷ của huynh và Hồng Lăng. Muội hy vọng hai người răng long đầu bạc. Được. Mẫu đơn, thời gian này muội vất vả rồi. Nào. Đa tạ. Đây là yêu quái gì? Bệ hạ, đây là Miêu Yêu, chính là nó cấu kết với Kim Mộ Đơn để tổn hại cả nhà Trương Trân. Dãy lụa đỏ này sao lại ở đây chứ? Giang Hỷ Thúc, Giang Hỷ Thúc, có gì quan trọng, Thúc mau tỉnh dậy đi. Ngủ ngon thiệt đó. Trời vẫn còn chưa sáng, chắc là vẫn còn kịp. Mình tự mang qua đó vậy. Bệ hạ, mặc dù Hồng Lăng chính mắt thấy chuyện bỉ ổi này, nhưng cuối cùng cô ấy vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Trân. Tới khi phát hiện Kim Mẫu Đơn có thai, sự việc mới trở nên tệ hơn. Nếu những gì hiện trong gương là sự thật, vậy thai nhi trong bụng của Kim Mẫu Đơn rốt cuộc là của ai? Trương Trân, là của Trương Trân. Bệ hạ, ngài muốn biết đáp án không? Mời xem chỗ này. Không ngờ Á Hồng Lăng này thật khó đối phó, lại tin tưởng Trương Trân tới vậy. Vậy xem ra cô ta thật sự rất yêu Trương Trân. Cho dù nhìn thấy những thứ khó coi khiến cô ta nổi cơn ghen, nhưng cuối cùng cô ta vẫn lựa chọn tin tưởng Trương Trân. Làm sao đây? Vẫn không thể chia rẽ được bọn họ. Ta làm sao biết phải làm sao chứ? Làm sao ngươi có thể không biết chứ? Tuy đó là giả, nhưng trong mắt của tất cả mọi người, ta đã mất sự trong trắng rồi. Ta không thể nào thua cuộc được. Bọn họ không thể thành thân. Ta thấy hay là cô bỏ cuộc đi. Tại sao phải bỏ cuộc? Làm phép cho ta, để ta có thai. Cái gì? Nếu như ta mang thai của Trương Trân, đây chính là chứng cứ Trương Trân xâm phạm ta. Tới lúc đó Hồng Lăng không thể rút ra được, Trương Trân không thể không hủy hôn với cô ta. Không phải cô rất ghét Trương Trân hay sao? Tại sao nhất định phải lấy hắn ta chứ? Tất nhiên là ta không muốn lấy hắn, chẳng qua ta muốn ép hắn cưới ta thôi. Cô ép hắn cưới cô thì làm sao cô không lấy hắn được? Hắn đương nhiên không muốn cưới ta. Vậy Hồng Lăng nhất định sẽ đi tìm Hoàng thượng cầu xin. Xin Hoàng thượng ban hôn. Hay,
Vậy không phải hắn sẽ chống lại thánh chỉ? Như vậy là tội chết đó. Ta chính là muốn hắn chết. Cô ác thiệt. Ta ác sao? Ta ác. Kim gia chúng ta là do Trương gia họ ban cho. Cha ta chết thảm, mẹ ta chết oan, tàn nát nhà cửa có ai quan tâm hay không? Đi tới bước đường như hôm nay, ta không còn lựa chọn. Nhưng mà vậy cô... Ngươi đừng lôi thôi nữa, nghĩ ra cách gì đi. Làm như vậy sẽ không có kết cục tốt đâu. Ta không có cách gì giúp cô. Ngươi nhất định sẽ có cách mà. Bởi vì ta cũng sẽ dùng cách tương tự để đối đãi với ngươi. Ngươi đừng quên, ta là ân nhân của ngươi. Ta có thể thả ngươi ra ngoài, thì ta cũng có thể bắt ngươi trở lại. Trời ơi, ngươi giúp ta một lần cuối đi. Sau này tuyệt đối sẽ không làm phiền ngươi nữa, được không? Được rồi. Được rồi. Chỉ như vậy là ta có thai rồi. Tóm lại, tất cả đều như ý cô. Cô uống cái này trước đi. Đây là cái gì? Chân nguyên của ta. Nó có thể giúp cô đạt được mục đích. Mẫu đơn, thứ đang ở trong bụng người là yêu quái à? Không phải. Hoàng thượng, trong bụng của dân nữ không phải là yêu quái, mà là con của Trương Trân. Bọn họ mới là yêu quái. Nhất là Á Hồng Lan này, 3 lần 7 lượt hãm hại dân nữ. Hoàng thượng, tất cả mọi chuyện giờ đã sáng tỏ rồi. Toàn bộ những chuyện này đều là do Kim Mẫu Đơn gài bẫy để hãm hại Trương Trân. Ta không có. Hoàng thượng, lẽ nào người không tin tưởng con dân của người mà tin những tên yêu quái này? Bọn họ cố ý hãm hại thần. Với pháp lực của bọn họ, muốn làm ra những cảnh tượng giả nào giống dĩ không khó chút nào. Hoàng thượng, người phải tin dân nữ. Hoàng thượng, đây đều là sự thật. Là giả đó. Là thật. Là giả. Tuyệt đối đừng tin lời bọn họ. Hoàng thượng, Thảo Dân có một câu hỏi, hy vọng có thể thỉnh giáo Long Thái Tử. Khấn xin Hoàng thượng cho phép. Người hỏi đi. Long Thái Tử Điện Hạ, mạo gan hỏi một câu. Bảo châu này cũng có thể hiện ra Miêu Yêu đã giấu bình rượu xanh lúc đó ở chỗ nào đúng không? Tất nhiên. Hoàng thượng, chỉ cần tìm được bình rượu xanh kia, chúng ta liền có thể biết được tất cả chuyện này rốt cuộc là thật hay giả. Lời Trương Trân nói rất có lý. Chúng ta lập tức phái người tới hiện trường lục soát. Nếu tra ra là thật, thì tất cả cảnh tượng lúc nãy đều sẽ là thật. Được. Vậy thì phiền Long Thái Tử Điện Hạ cho hiện ra chân tướng đi. Được.
Hoàng thượng, Di thần khẩn xin hoàng thượng lập tức phái người tới những nơi có liên quan. Nếu như tìm được bình rượu mà Miêu Yêu đem giấu, đủ để chứng minh thật giả. Ừ, được rồi. Người đâu? Có. Lập tức cho người tới những nơi đó kiểm tra coi như thế nào. Tuân lệnh. Khởi bẩm hoàng thượng, hạ thần lục soát khắp nơi tìm ra trong gương, tìm được vật này, và thần dẫn thái y tới khám nghiệm vật này. Người lùi xuống đi. Dạ. Bẩm hoàng thượng, trong rượu này có chứa thuốc mê của truyền nhân Ba Tư. Chỉ trong chốc lát liền hôn mê bất tỉnh, có thể kéo dài 3 giờ. Nhiều vụ án xảy ra trước đây đều liên quan tới thuốc này. Kẻ xấu chút mê hãm hiếp phụ nữ, chút mê thương nhân cướp bóc tài sản. Các triều đại trước đã sớm đưa thuốc này vào vật phẩm cấm. Hoàng thượng, rất rõ ràng tất cả mọi chuyện Long Bảo Châu để hiện ra đều là sự thật. Trương Trân trong sạch vô tội, tất cả đều là Kim Mẫu Đơn cố ý gài bẫy hãm hại. Được, trẫm tuyên bố Trương Trân vô tội. Tạ hoàng thượng. Hoàng thượng dạng tuế. Ê, là thật thì không thể giả, là giả thì không thể thật. Mẫu đơn, mẫu đơn, mùi sao rồi? Mùi đừng như vậy nữa, mùi mau nhận tội đi. Kim Mẫu Đơn, người cấu kết Miêu Yêu lừa dối hoàng thượng, hãm hại Trương Trân, chứng cứ đầy đủ, người có nhận tội không? Mẫu đơn, Dương Quan giáo hòa, thiếu gì chứng cứ? To gan, nhân chứng vật chứng đầy đủ, còn muốn chối cãi? Ta có gì sai chứ? Chẳng qua ta chỉ là một tiểu nữ tay trói gà không chặt. Lẽ nào ta to gan tày trời, tán tận lương tâm đi giúp người chỉ tội cha ruột của ta? Đó là cha ta đó. Là ai? Là ngươi. Ngươi, 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 ngươi. Tiếp theo đó, mẹ ta đã nhảy xuống vực tự tử. Kim gia của chúng tôi chỉ một đêm, nhà tan cửa nát. Các người có ai từng tội nghiệp chúng tôi không? Ngươi, ngươi, hay là ngươi? Đúng là ta có sai. Ta hại chết cha, ta hại chết mẹ ta. Nhưng điều đó không phải ý muốn của ta. Bởi vì tất cả mọi chuyện đều do các ngươi. Ngươi, 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 các ngươi đó. Còn dám ngụy biện sao? Người tối mắt vì lời lòng dạ độc ác, vì đạt mục đích không từ thủ đoạn.
không tiếc mưu hại tính mạng của người khác. Người sắp chết tới nơi rồi còn không hối cải. Mẫu đơn, mẫu đơn, thì mẫu đơn ở trước mặt hoàng thượng, ngươi còn tính dở trò gì nữa? Không phải các ngươi đều muốn ta chết sao? Đều muốn xem ta chết? Ta nhận tội thì làm sao chứ? Thôi thì cứ để ta một dao, ta còn thấy vui hơn. Như vậy ta có thể đi gặp cha mẹ ta. Cha, mẹ, con là mẫu đơn đấy. Cha mẹ có nhìn thấy con không? Cha mẹ có nhớ con không? Con sẽ làm thái tử phi mà. Mẫu đơn, thái tử phi. Mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu sao vậy? Người đâu? Có. Áp giải của ta xuống, đợi lệnh xử lý. Dạ. Mẫu đơn, như vậy. Mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu sao vậy? Người xấu, đều là người xấu, tất cả đều là người xấu. Đi chết đi, đi chết đi, đi chết đi. Người xấu, đi chết đi. Bệ hạ, nếu như chân tướng đã được làm rõ, Trương Trân cũng đã được giải oan của mình, vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Trời ơi, làm sao phải gấp gáp vậy? Trẫm còn muốn tổ chức yến tiệc trong cung để tiếp đãi các vị đàng hoàng. Bệ hạ đừng khách sáo, tại hạ xin lĩnh tấm lòng. À, được được được, ta còn có một yêu cầu. Ta thay gia phụ quy ước với bệ hạ một điều. Ồ, nói ra nghe thử. Loài người và thủy tộc vốn dĩ khác biệt, từ xưa tới nay nước sông không phạm nước giếng, thật sự không tiện qua lại, cho nên mong bệ hạ có thể kiềm chế người dân của mình, đừng để họ tiếp tục xâm phạm thủy tộc nữa. Được, thái tử cứ về báo lại với Long Dương, nói tại hạ tất nhiên đồng ý. Nhưng mà ta cũng có thỉnh cầu như vậy, thủy tộc các người có thể thực hiện quy ước tương tự. Xin bệ hạ yên tâm, thủy tộc chúng tôi nhất định tuân thủ lời hứa này. Ừ, được. Bệ hạ, vậy chúng tôi xin phép cáo từ. Hồng Lăng, trước khi chia biệt, con muốn nói gì với Trương Trân không? Hồng Lăng, muội phải đi sao? Đúng vậy, muội phải trở về thủy tộc. Hồng Lăng, tại sao chứ? Sự thật đã được sáng tỏ rồi, cô đâu còn lý do gì giận Trương Trân nữa. Tôi không cho cô đi. Trương Trân à, chúng ta hai tộc khác nhau, vốn dĩ không nên ở bên cạnh nhau. Lúc nãy huynh cũng đã nghe thấy rồi, hoàng thượng và Long thái tử quy ước với nhau, sau này chúng ta không được có bất kỳ qua lại nào. Như vậy làm sao được? Muội không phải đã rời khỏi thủy tộc, không phải đã biến thành người phàm rồi sao? Thật ra muội đã quyết định lại rồi. Từ tối hôm qua, muội đã khôi phục thân phận thủy tộc của mình. Muội lừa ta. Trương Trân, là thật đó. Ta mặc kệ, ta mặc kệ muội là người hay yêu, ta chỉ muốn muội ở bên cạnh ta. Trương Trân, Hồng Lan của hiện giờ đã không còn là Hồng Lan mà huynh quen biết trước đây. Muội hy vọng huynh có thể quên muội, có thể tìm được một người thật sự thích hợp với huynh, có được hạnh phúc thật sự. Ta không cần. Trân Trân à, bây giờ muội đã quyết định rồi,
Quỳnh không cần nói gì nữa. Lòng thái tử, chúng ta đi thôi. Quỳnh hãy bảo trọng. Hồng Lăng, muội đừng đi. Trương đại nhân, hoàng thượng đã hứa với thủy tộc rồi. Hồng Lăng, để bọn Trương đại nhân tuân thủ. Hồng Lăng, Trương đại nhân. Hồng Lăng, Trương đại nhân. Hồng Lăng, Hồng Lăng đừng đi. Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội quay lại đi. Đợi mấy ngày nữa lão già sẽ tới nhà cậu tìm cậu. Trương Trân về rồi đây. Mẹ, mẹ. Dì Lan không có ở nhà. Nè. Dạ. Là phu nhân có nhà không? Dạ tiểu nhân không biết. Từ tối hôm qua tới giờ vẫn chưa thấy bà ấy trở về. Tiểu nhân còn tưởng mọi người đang ở cùng nhau chứ. Được rồi, lùi xuống đi. Dạ. Không thể nào. Quỳnh và Kim Mẫu Đơn, chuyện hôm nay của các người đã chấn động khắp kinh thành. Dì Lan không thể nào không biết. Với lại bà ấy không thể nào không có mặt được. Không phải xảy ra chuyện gì rồi chứ? Đây là vật gì? Đây, bướm đêm này từ tối hôm qua cứ theo đệ suốt. Nghe nói bướm đêm là loài có linh tính nhất. Lúc ngày cha mẹ muội qua đời thì có hai con bướm đêm cứ bay theo muội mãi. Có phải là người biết mẹ của ta ở đâu không? Mẹ. Dì Lan. Mẹ. 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 Dì Lan. Mẹ. Dì Lan. Có chuyện gì vậy? Mẹ. 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 Mẹ đừng dọa con. Là ai làm vậy? Mẹ. Mẹ. Dì Lan. Mẹ, mẹ nói con biết là ai làm vậy. Mẹ ơi, mẹ đừng mà, đừng mà. Là ai làm vậy? Là ai làm vậy?
Mẹ, nếu mẹ ở dưới suối vàng linh thiêng thì bây giờ hãy cho con biết là ai đã giết mẹ. Kim Mẫu Đường, mẹ, là con đã hại chết mẹ, là con đã hại chết mẹ, là ai Nhi đã hại mẹ, ai Nhi đã hại mẹ rồi, mẹ. Trân Nhi, con đừng đau lòng. Có thể làm việc gì cho người mình yêu thương, bất luận ra sao cũng là một niềm hạnh phúc. Bây giờ mẹ rất hạnh phúc. Đây là một việc cuối cùng mà mẹ có thể làm cho con. Bây giờ mẹ tới suối vàng cũng không hổ thẹn với cha con. Mẹ rất vui mừng, sắp sửa được gặp lại cha con rồi. Trân Nhi, con và Hồng Lăng phải sống thật tốt, phải luôn yêu thương nhau. Người xấu,
người xấu. Chết đi. Đi chết đi. Chết đi. Tiểu Hồng, đem quần áo của ta qua đây. Ta phải đi gặp Thánh Thượng. Bình thân, tạ Hoàng Thượng. Miễn lễ. Sắp chết tới nơi rồi. Cô còn vọng tưởng sẽ được sống bước ra khỏi đây sao? Ai? Ai đang nói đó? Là ta. Ta vì cô làm quá nhiều việc xấu rồi. Ta không muốn giống như cô đều bị rơi xuống kết cục này. Ta chẳng qua muốn báo đáp ơn cứu mạng của cô. Nhưng mà cô hết lần này tới lần khác làm khó ta, cho đến khiến ta phải đi tới bước đường hôm nay. Ta có gì sai chứ? Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. Ra đây. À. À. Những việc xấu mà cô đã làm, không lẽ cô đều quên hết rồi sao? Ta đều nhớ hết. Đúng là nhân quả báo ứng. Kim Mẫu Đường, thông qua bổn phủ điều tra kỹ lưỡng, ngươi ngoài cố tình hãm hại Trương Trân, lừa dối hoàng thượng ra, ngươi còn mưu sát người cô ruột của ngươi là Kim Nhược Lan. Ngoài những việc này, trong lúc Trương Trân điều tra vụ án bớt xén dược liệu, ngươi lén lút tiết lộ hành tung của Trương Trân và tùy tùng cho người liên quan tới vụ án. Thượng thư nhân Đinh Chiêu Giật khiến Trương Trân và tùy tùng xem chút bất mãn nơi xứ người. Còn có bao nhiêu người khác? Kim Mẫu Đơn, ngươi có nhận tội không? Tôi nhận tội. Ngươi còn có lời gì muốn nói hay không? Tôi vì báo thù cho cha mẹ đã làm hại quá nhiều người vô tội, cái giá phải trả thật sự quá lớn. Ngươi vì thù hận cá nhân không trừ thủ đoạn sát hại người vô tội, quả thật không thể tha thứ. Kim Mẫu Đơn, bây giờ trong lòng ngươi rốt cuộc đang nghĩ cái gì? Nếu như có thể cho tôi cơ hội lựa chọn lại, tôi hy vọng mình chỉ là một nữ nhi sinh ra trong một gia đình bình thường, có thể giống như tất cả những nữ tử khác, làm những việc bản thân mình muốn làm, cùng người mình thích sống hạnh phúc bên nhau, cả nhà hưởng thụ niềm vui thú gia đình. Đáng tiếc, trên đời này vốn không có hai chữ nếu như. Thật đáng tiếc Kim Mẫu Đơn, người hối cải hơi muộn một chút. Người gieo nhân nào thì gặt quả đây. Niềm tình ngươi đang bao thai trong bụng, tuy là yêu nghiệp nhưng cũng là một sinh mạng. Sau khi sinh ra đời sẽ giao cho Trương Thiên Sư giáo hóa. Kim Mẫu Đơn sinh xong 3 ngày sau, chém đầu tại bổn phủ. Bãi đưa. Thank you.
cha. Mẹ, con nhớ cha mẹ rồi. Con hận cha mẹ. Còn có ngày hôm nay đều là do cha mẹ đã cưng chiều hư con. Nhưng mà con vẫn nhớ cha mẹ. Lạnh quá. Mau ôm con đi. Mau lên. Ôm con đi. Quan Âm Bồ Tát, con là bị cảnh giả trước mắt mê hoặc, thậm chí không biết thứ bản thân mình muốn nhất là gì, cho nên mới nói cuộc sống của chúng ta giống như ở trong những bụi gai, khi tâm tịnh người sẽ thanh thản, không làm gì sẽ không bị thương. Nếu manh động thì sẽ bị thương, sẽ đau khổ đến tận xương tủy. Do đó mới hiểu hết được nỗi khổ đau ở trần gian. Con người sống cả đời đến lúc lâm chung lại không thể hiểu rõ mình sống để làm gì. Chết đi như vậy há không đáng sợ? Nếu như cả đời quang minh lỗi lạc, tự do tự tại, chết chỉ là điểm cuối của khởi đầu tốt đẹp, vậy thì có gì đáng sợ? Mọi chuyện trên đời thiên lý luân hồi, ác giả ác báo, hận người khác, người bị thương ngược lại là mình. Chỉ có tích đức hành thiện mới có thể tự cứu lấy mình. Nhưng con là một kẻ xấu xa. Trong người ngươi vẫn còn tinh nguyên của một con miêu yêu. Ngươi có bằng lòng cứu nó, trả lại sự tự do cho nó không? Con bằng lòng. Ngươi và nó yêu người khác biệt, vốn không thể cùng sống. Ngươi có thể bằng lòng hy sinh dương thọ còn lại của mình cho nó cuộc sống mới không? Tất nhiên, ngươi cũng có thể có những lựa chọn khác, dùng thời gian cuối cùng để hồi tưởng tỉnh ngộ cái mình yêu, cái mình hận trong cuộc đời này. Con gây nhiều điều ác, con nợ quá nhiều thứ trên thế gian này. Đây có thể là chuyện tốt nhất con có thể làm cho thế gian này. Con bằng lòng. Giờ con đã tỉnh ngộ, chúng ta có duyên sẽ còn gặp lại. Mẫu đơn, mẫu đơn, mẫu đơn, người đâu, người đâu? Đừng gọi nữa, ta không xong rồi. Sao huynh lại tới đây? Muội là người thân duy nhất của ta nên ta tới thăm muội. Ta đã hại huynh mất nhiều người thân như vậy, ta làm sao xứng chứ? Ta luôn cảm thấy điều ác muội làm chỉ là bề ngoài,
nhưng nội tâm vẫn luôn tồn tại một mẫu đơn khác, ngây thơ trong sáng. Chẳng qua là muội quá ngốc, bị những thứ hoa lệ của thế gian che mắt, đánh mất chính mình. Muội lựa chọn sai lầm, lại không đổi lại được hạnh phúc, lừa dối bản thân, cũng làm tổn thương những người thương yêu muội. Cuộc đời con người rốt cuộc được lựa chọn bao nhiêu lần? Chọn lựa một con đường đồng nghĩa đã lựa chọn một cuộc sống mới. Đáng tiếc ta đã lựa chọn sai, cho nên càng đi lại càng sai, trở thành con người có tội ác tày trời, tổn hại nhiều người vô tội đến như vậy. Ta thật sự rất hối hận. Đừng nói nữa, tất cả chuyện này đều đã qua. Muội đừng tự trách mình. Huynh cũng vì ta mà mất đi nhiều người thân, người yêu. Không lẽ huynh thật sự có thể quên được những việc mà ta đã làm với huynh sao? Ta sẽ không thể quên. Ta sẽ không thể quên được muội đã giết mẹ ta. Ta cũng sẽ không thể quên muội đối xử với ta và Hồng Lăng như thế nào. Rất đau lòng. Nhưng chuyện đã như vậy, ta còn có thể làm được gì? Họ không thể nào trở lại nữa. Ta chỉ đành nhìn về phía trước. Giờ ta đã quyết định phải làm lại chính mình. Sống ở trên đời, ta phải tìm lại thứ mình muốn, không tiếc giá nào. Sự khác biệt giữa ta và muội, đó chính là ta sẽ hy sinh mình. Muội có hiểu không? Con người thật sự có thể vì người mình yêu mà hy sinh bản thân mình? Chỉ cần muội tin thì nhất định có thể. Đó là cảm giác gì? Là cảm giác ấm áp. Giống như vậy. Ấm áp. Huynh thật tốt. Ấm áp. Nếu ngày nào cũng được như vậy, hạnh phúc biết mấy. Trương Trân, xin lỗi huynh, tại vì muội khiến huynh bị mất đi hạnh phúc. Xin tha thứ cho muội. Đợi kiếp sau muội trả cho huynh. Thật không ngờ Kim Mẫu Đơn vẫn chưa hành hình, đã chết trước ở trong ngục rồi. Con người sắp chết, lời nói hay hơn. Kim Mẫu Đơn đã biết hối cải, tuy hơi muộn, nhưng cũng coi như đã có lời giải thích với những người đã chết. Vì của ta vậy. Bao đại nhân, tôi có thể đưa thi thể Kim Mẫu Đơn về nhà không? Giảng sinh dự định an táng muội ấy bên cạnh mộ Kim Sủng và Kim Phu Nhân, coi như hoàn thành giao phó của Kim Sủng lúc còn sống giao cho giảng sinh. Như vậy cũng được.
Kim sủng chi mộ, kim mẫu đơn chi mộ. Kim thúc thúc, Trương Trân bất tài, không thể giữ được lời hứa chăm sóc tốt cho mẫu đơn. Hai nhà chúng ta ân oán nhiều năm, chỉ gây thương vong cho đôi bên. Mong rằng tất cả đều đã kết thúc. Hai người an nghỉ đi. Tham kiến Quan Âm đại sĩ. Ngươi vẫn nhớ mình là ai sao? Ngươi đã ở nhân thế đi hết một vòng, sao còn lạc tới nơi này? Không lẽ ngươi còn chưa tìm được đáp án? Không, con cũng không biết nữa. Con chỉ cảm thấy nơi này thật sự quá quen thuộc, thoải mái như là về tới nhà mình vậy. Ngươi từ bỏ ràng buộc trong nội tâm, tất nhiên sẽ cảm thấy nhẹ nhõm thoải mái. Ràng buộc? Con chỉ biết là trong lòng con hiện giờ trống rỗng, quên mất mình từ đâu tới, cũng không biết mình phải đi về đâu. Mặc dù ngươi đã chịu đựng tội lỗi tham lam trong thế giới phàm trần, nhưng cuối cùng ngươi cũng được tỉnh ngộ, tìm được con người mà mình muốn trở thành nhất. Rốt cuộc con là ai? Ngươi vốn dĩ là con gái Ba Kiệt La Long Dương, sau khi được điểm quá trở thành Thiện Tại Long Nữ. Ngươi không tin rằng con người có thể động lòng tham vì muốn một bước lên trời mà không từ thủ đoạn. Ta lòng từ bi nên đặc biệt cho ngươi xuống nhân gian cảm hóa một chuyến. Bây giờ ngươi đã giác ngộ chưa? Con người sở dĩ đau khổ là do theo đuổi những thứ sai lầm, cuối cùng lại không biết bản thân mình muốn gì. Người khác có thể lấy đi yêu thương của chúng ta, người khác có thể trách lầm chúng ta, nhưng chúng ta không được vì vậy mà hận thù người khác. Con người phải luôn biết giữ gìn bản chất lương thiện và một tấm lòng thanh cao. Chỉ có từ bỏ thù hận trong lòng mới có được sự thanh thản. Tốt lắm, ngươi hãy đi theo ta. Đại nhân, có một vị lão nhân nói muốn gặp ngài. Sư bá, con tìm người lâu lắm rồi. Người có biết Hồng Lăng ở đâu không? Con không gặp cô ấy lâu lắm rồi đó. Sư bá, có phải Hồng Lăng nhờ người mang tin gì tới không? Bái kiến thái tử. Rốt cuộc Hồng Lăng sao rồi? Bỏ đi, lão đây cũng không màng nữa. Đây là thư của Hồng Lăng mà họ nhờ lão đem tới cho cậu. Không xem thôi. Sư bá. Đây là thư tuyệt tình của Hồng Lăng. Lúc đó là Hồng Lăng vừa viết thư này vừa khóc. Nhưng mà ông không phải là lời thật lòng của nó đâu. Vậy có nghĩa là người đã ép buộc cổ.
Sư bá, chính vì cô muốn cứu con mới quay về Long Cung xin thủy tộc giúp đỡ. Cô sẽ phải trả cái giá như thế nào? Bây giờ nói cái gì cũng muộn hết rồi. Sư bá, từ giờ cổ sẽ không còn gặp con nữa sao? Đứa bé ngốc này, lúc đầu Hồng Lăng đã vì cậu mà từ bỏ thân phận thủy tộc của nó, thật sự đã mở ra cho thủy tộc bọn ta một tiền lệ rất là xấu đó. Cho nên Long Dương cảm thấy vô cùng mất mặt. Ngày ấy coi Hồng Lăng như là phản đồ của thủy tộc, còn là kẻ thù chung của thủy tộc nữa. Cậu thử nghĩ xem, chỉ mỗi việc Hồng Lăng không gặp cậu đã đủ để cho Long Dương bớt giận, rồi lấy Long Bảo Châu ra để cứu cậu đó. Vậy rốt cuộc cô phải trả cái giá như thế nào? Người nói con biết, để con đi, con đi nhận tội thay cho cổ. Cậu thay không có được đâu. Sư bá, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người nói con biết đi. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Người dẫn con đi gặp Hồng Lăng đi. Sư bá, sư bá. Được, ta sẽ từ từ kể cho cậu nghe. Khiên nhi của bổn vương đã quá đa tình, nên đã coi kẻ phản đồ như ngươi như là vật báo. Hôm nay ngươi vì ái lan của thế gian mà cầu cứu bổn vương. Cũng may ngươi còn nghĩ ra. Bổn vương chính là muốn nhìn thấy hắn chết, để ngươi cũng phải nếm mùi vị của sự đau khổ. Đừng mà Long Dương, xin ngài hãy cứu Trương Trân. Muốn lấy mạng, Hồng Lan sẽ lấy mạng mình ra thay thế. Phụ Dương, xin đừng làm vậy. Phụ Dương. Khiên Nhi, sao con lại tới đây? Long Thái Tử. Hồng Lan, nếu muội chết rồi thì Trương Trân cũng không sống được. Phụ Dương, ngươi hãy tha cho Trương Trân và Hồng Lăng đi. Tục ngữ nói, thà phá 10 con miếu còn hơn hủy một mối duyên. Phụ Dương, ngươi hãy tác hợp cho họ đi mà. Con xin người. Ta tác hợp cho bọn chúng, vậy thì ai tác hợp cho con đây? Phụ Dương, ngươi tác hợp cho họ là đã tác hợp cho con. Con đường đường là thái tử Long tộc mà lại không biết nhìn trước trong sao, do dự thiếu quyết đoán. Con thật là ngu xuẩn. Long Dương. Phụ Dương. Khiên Nhi, con lại muốn gì nữa? Phụ Dương, nếu người vẫn không đồng ý cứu Trương Trân, con sẽ quỳ mãi không đứng lên. Tên Trương Trân đó vốn không thể sống qua ngày mai. Muốn quỳ thì còn cái gì quỳ đi. Phụ Dương, Nhi thần biết là nếu như Trường Trần chết đi, chắc chắn Hồng Lăng cũng sẽ chết theo. Nếu như Hồng Lăng không còn nữa, còn sống không còn ý nghĩa. Long Thái Tử. Phụ Dương, lẽ nào đây chính là ý nguyện của người sao? Có đúng không? Đứa bé ngốc này sao lại hồ đồ như vậy? Phụ Dương đang trút giận cho con, mà ngược lại con còn uy hiếp Phụ Dương. Phụ Dương, con xin người hãy cứu hắn đi. Cứu hắn? Vậy ai sẽ tới cứu con đây? Khiên Nhi của trẫm đã bệnh suốt một năm nay, ai sẽ tới cứu Khiên Nhi của trẫm? Long Dương, tâm bệnh cần có tâm dược chữa. Cứu Long Thái Tử chỉ có một cách duy nhất. Nói mau. Chính là Hồng Lăng. Cô ta. Long Dương, người nghe tại hạ nói một câu, giúp Hồng Lăng cứu Trương Trần trước đã. Đừng hòng. Nhưng phải có một điều kiện. Sau khi cứu rồi, Hồng Lăng buộc phải quay về thành thân với Thái Tử. Thấy điều này cũng có thể. Phụ Dương, Nhi thần giúp Hồng Lăng,
không hề có yêu cầu gì. Hiền Nhi, chẳng phải con vẫn luôn muốn lấy Hồng Lăng làm thê sao? Châu Đỗ Biện Lâu thật sự rất hèn hạ, con không thể chia cắt Hồng Lăng và Trương Trân. Vậy được, bổn vương sẽ không giúp cô ta. Bổn vương sẽ không giúp kẻ khiến ái nhi của Trẫm mắc bệnh tới không dậy nổi, tuyệt đối không. Phụ vương, chỉ cần Long Vương chịu giúp Trương Trân, Hồng Lăng đồng ý lấy Long Thái Tử. Hồng Lăng, muội không cần làm gì. Long Thái Tử, người tình sâu nghĩa nặng với Hồng Lăng, Hồng Lăng vô cùng cảm động. Hồng Lăng đã thấy tình yêu chân chính, Hồng Lăng đồng ý lấy Long Thái Tử. Hồng Lăng đồng ý lấy Long Thái Tử, xin Long Vương ân chuẩn. Có thật không Hồng Lăng? Là thật, nhưng xin Long Thái Tử đừng ghét bỏ muội. Khiên Nhi đã khỏi rồi, Khiên Nhi của bổn vương khỏi rồi. Tốt, nếu đã như vậy, bổn vương ban cho người Bảo Châu đi cứu Trương Trân. Bảo Châu này có thể hiện ra những chuyện đã xảy ra trước đây. Nếu muốn Trương Trân lật lại án, chỉ cần nhìn thấy sự thật của ngày hôm đó, vừa xem là sẽ hiểu ngay. Vì vậy cậu tuyệt đối đừng nên trách Hồng Lăng. Tình yêu của Hồng Lăng không có thay đổi đâu, nó cũng không còn có cách nào khác. Chẳng qua nó chỉ là... Sư bá, hãy cho con đi gặp Long Dương. Hãy đưa con đi gặp Long Dương, bắt con làm gì cũng được. Trương Trân à, cậu vẫn chưa hiểu hay sao? Tất cả mọi chuyện Hồng Lăng làm đều là vì cậu đó. Cậu không thương bản thân mình như vậy, chẳng phải đã phụ Hồng Lăng rồi sao? Cũng phụ lòng cha mẹ đã mất của cậu hay sao? Con không thể để Hồng Lăng lấy Long Thái Tử. Đúng vậy, Trương Trân, để không cần lo. Sư bá, nói ta biết đi, rốt cuộc Hồng Lăng đang ở đâu? Ta lập tức đưa người tới đó đi cứu cậu cho vậy. Cậu đừng có ồn ào nữa mà. Cũng không bao lâu nữa, Hồng Lăng sẽ vượt qua Long Môn để trở thành Long tộc. Tới lúc đó rồi, Hồng Lăng đã có thể chính thức lấy Long Thái Tử rồi. Là ngày nào? Sư bá, người nói con biết. Nói con biết thật ra là ngày nào? Trương Trân à, mạng của cậu khó lắm mới lấy lại được. Nhất định phải biết thương xót bản thân mình. Cậu phải sống cho thật tốt, nghe chưa? Hứa với ta đi, ha? Không có Hồng Lăng, con cũng không muốn tiếp tục sống nữa. Cho dù con chỉ còn một ngày, còn một lần để gặp được Hồng Lăng thì con có chết cũng được. Cái đứa bé ngốc này, cậu vẫn còn có rất nhiều việc có thể làm. Có lẽ còn rất nhiều cô nương còn tốt hơn Hồng Lăng nữa đang đợi cậu yêu đó. Cần gì phải nặng tình với nó như vậy? Sư bá, con xin người. Sư bá. Cậu. Sư bá của cậu xin người. Xin người đưa con đi gặp Hồng Lăng. Không có Hồng Lăng con không thể sống nữa. Quỳ dạ dạ, ông hãy giúp cho Trương Trân đi. Ông cũng thấy rồi đó, nếu Quỳnh ấy không gặp được Hồng Lăng, Quỳnh ấy chắc chắn sẽ chết. Sư bá, ta chỉ là một lão rùa nhỏ bé mà thôi. Ta làm gì có bản lĩnh lớn như vậy chứ. Ta không đã hết cách mà. Rồi, trời ơi. Sư bá, xin ông hãy làm việc thiện. Chỉ cần ông giúp Trương Trân thì Triệu Đoan ta nguyện quỳ mãi không đứng lên. Trời ơi, Thái Tử à, Thái Tử quỳ như vậy lão phu tuyệt đối ngàn lần không dám nhận đâu. Mau đứng lên, ta mau không đứng lên, đứng lên đi. Nếu mà con chịu giúp Trương Trân, ta quỳ mãi ở đây. Ta nói ta hết cách rồi, chứ đâu có nói là ta không nghĩ cách giúp mọi người đâu. Được rồi, mau đứng lên đi, mau đứng lên đi ha, mau đứng lên hết đi mà, đứng lên nói chuyện đi. Sư bá, đứng lên. Người nói người có cách sao? Người có cách gì vậy? Người mau nói đi. Cách thì đúng là có một cách rồi, nhưng mà rủi ro rất là lớn. Vì Hồng Lăng, con sẽ không từ nan. Nếu như cậu muốn ở bên Hồng Lăng, chỉ có một cách duy nhất là không để cho Hồng Lăng vượt Long Môn thành rồng. Nếu không muốn để Hồng Lăng vượt Long Môn,
chỉ có một cách duy nhất, chính là phá hủy Long Môn. Phá hủy Long Môn? Nói thì nghe rất dễ. Biển cả bao la, Trường Trân là người phạm mắt thịt, sao Quỳnh An có thể làm được? Ở trong lãnh hải của Đông Hải có một bảo vật đã bị lãng quên. Đó chính là Long Chùy đã bị Long Vương bỏ đi. Nếu như có thể cầm được Long Chùy đó, giải khai phong ấn, có thể phát huy được uy lực của nó, phá hủy được Long Môn đó. Long Chùy? Vậy sư bá có thể tìm thấy Long Chùy ở đâu? Người đưa con đi đi, để con tìm. Vì Hồng Lăng, lão rùa đành phải đi thôi vậy. Chuyến đi này lành ít dữ nhiều. Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa? Mạng của Trương Trân chính là mạng của Hồng Lăng. Vì Hồng Lăng, Trương Trân không tiếc giá nào. Được, tốt lắm. Các người không tiếc giá nào thì cái giá của ta lớn rồi đó. Sư bá, con xin lỗi. Không sao, đừng có nói nữa. Chuyện không thể chậm trễ. Tu vi ngàn năm, thành bại chính là ở lúc này. Sư bá, có thể bơi nhanh một chút không? Không phải là không thể được. Ta sợ cậu là người phàm mắt thịt, không thể chịu được áp lực mạnh như vậy. Con không sợ, người cứ bơi hết sức đi. Cậu chắc chắn chưa? Được, vậy cậu yên tâm đi. Mau lấy Long Chùy đi. Long Dương, có chuyện không hay rồi. Long Môn bị quỷ rồi. Cái gì? Là ai? Ai mà lớn gan như vậy? Đó là thư sinh Trương Trân, không biết lấy Long Chùy bằng cách nào phá hủy Long Môn. Lẽ nào lại vậy? Lẽ nào lại vậy? Bổn Dương nhìn tên Trương Trân này đã rất nhiều lần, thậm chí 5 lần 7 lượt ra tay giúp đỡ. Hôm nay hắn lại dám gây ra chuyện đại nghịch bất đạo như vậy. Bổn Dương với hoàng đế của bọn chúng đã sớm có mình ước không làm phiền nhau. Những chuyện ngày hôm nay hắn làm, thiên địa khó dung, tôi không thể tha. Người đâu? Có.
Truyền lệnh của bổn vương, hỏa tốc xuất binh tấn công bọn chúng. Đó, tuyệt đối đừng, phụ vương. Sao vậy, Khiên Nhi? Chuyện tới nước này, có còn cầu xin cho tên Trương Trần đó hay sao? Phụ vương, con nghĩ trong chuyện này có hiểu lầm gì đó. Hay là chúng ta phái người đi nói chuyện với Trương Trần, nó vẫn chưa tới lúc bất đắc dĩ, tuyệt đối đừng động tới binh khí, tránh làm tổn hại hoàng khí. Nhưng mà sau 3 ngày nữa Hồng Lăng nhất định phải vượt Long Môn rồi. Giờ Long Môn đã bị hủy, Hồng Lăng không thể nào trở thành rồng, làm sao thành thân chứ con? Ta thấy chuyện này là Trương Trần cố tình muốn phá hoại chuyện tốt của các con. Phụ vương, chuyện này thật ra rất đơn giản. Quán Âm đại sĩ vẫn luôn rất yêu thương Khiên Nhi. Lần này chúng ta sẽ chuyển tới Nam Hải tổ chức hội lớn. Một là có thể để Quán Âm đại sĩ đích thân chủ trì, hai là có thể để cho Hồng Lăng bái kiến Quán Âm đại sĩ. Không được, không được. Điều này trái với truyền thống của thủy tộc chúng ta. Phụ vương, xưa nay cá chép vượt Long Môn so với lần này không giống nhau. Lần này Hồng Lăng lấy con làm thái tử phi, có sự sắp xếp đặc biệt, cũng là nên như vậy. Phụ vương, lần này chúng ta nên cảm ơn tên người phàm không hiểu chuyện đó, vì nhờ chúng, chúng ta mới có thể tổ chức đại hội dược vũ môn hoàn toàn khác trước đây. Long Dương, ý kiến của Long Thái Tử thật sự rất hay. Vẫn có thể tổ chức đại hội như thường, vừa duy trì được hòa bình. Phải đó Long Dương, nếu như xảy ra chiến tranh, cuối cùng thì người chịu khổ vẫn là người dân vô tội. Thôi được, vậy theo các người nói đi, dời tới Nam Hải. Rõ. Trương Trần à, bám chắc vào nha. Thái Y Quan đại sĩ, mọi người đã tới rồi. Con chính là Hồng Lăng. Hồng Lăng bái kiến Quán Âm đại sĩ. Dạ trách Long Thái Tử nặng tình với con như vậy. Quả nhiên là một cô gái phi thường. Hồng Lăng, có phải Trần Duyên vẫn chưa dứt? Không có, Hồng Lăng không có. Hồng Lăng một lòng muốn vượt Long Môn, rất mong có thể quá thành rồng. Hồng Lăng, con phải nghĩ cho kỹ. Sau khi vượt Long Môn không thể quay đầu nữa. Hồng Lăng quyết sẽ không quay đầu. Vậy được, ta hy vọng có một ngày có thể chủ trì hôn lễ của con. Hồng Lăng cảm tạ Quan Âm đại sĩ. Hồng Lăng, lát nữa con từ Nam Hải vượt vũ môn. Nếu vượt qua được cầu vòng này thì con sẽ biến thành rồng. Hồng Lăng, muội nhất định phải cố gắng hết sức mình. Tại sao vẫn không thấy Hồng Lăng trở lên? Hồng Lăng lặn xuống càng lâu thì lực để nhảy lên mới có thể càng lớn. Hóa ra là như vậy. Chỉ cần nó không nhân cơ hội này chạy trốn là được. Nhưng mà có ai mà có thể chạy thoát ngũ chỉ sơn của bổn vương chứ? Người phàm một đời đều có lên bổng xuống trầm. Nếu có thể ngộ được sự u tối trong đời người, thật ra trước khi vượt Long Môn cũng phải làm nền. Như vậy thì mới có thể lĩnh ngộ được chân lý, sau này
mới sẵn sàng vui vẻ đối diện mọi khó khăn. Hồng Lân, muội đừng nhảy mà. Hồng Lân, muội đừng nhảy. Trân Trân, tại sao Trân Trân lại ở đây chứ? Hồng Lân, Hồng Lân, Hồng Lân, là ta. Hồng Lân, muội đang ở đâu? Muội mau ra đây đi, ta có lời muốn nói với Long Dương. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Trân Trân, thật sự là Trân Trân. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Hồng Lan, muội đừng rời xa ta. Hồng Lan. Nè Trân Trân à, Trân Trân à, cậu đừng có ồn ào nữa mà. Ta đưa cậu tới đây để cho cậu từ biệt Hồng Lan, không phải để cậu làm ầm lên như vậy. Cậu đừng có nóng vội mà. Hồng Lan, muội theo ta về đi, chúng ta về nhà. Xin người vợ cao đánh khẽ. Trân Trân năm lần bảy lượt làm loạn kỷ luật của thủy tộc, hôm nay bổn vương sẽ không tha cho hắn. Phụ vương, con cầu xin người, xin đừng làm Hồng Lan bị thương. Con khiến cho bổn vương quá thất vọng. Trong mắt của Hồng Lan vốn không hề có con. Chuyện tới nước này, con còn cầu xin cho cô ta. Con xem cô ta lấy oán báo ân như thế nào. Sư bá, Trân Trân à, cậu nhìn thấy rồi chứ, bên đó. Cậu mau đập vỡ cầu vòng đó đi, mau đi. Cậu đừng có lo, ta bảo vệ cho cậu. Sư bá, ta không sao, ta bảo vệ cho cậu, mau đi đi. Mình phải làm sao đây? Tới nước này rồi, đều là vì Trân Trân có thể bình yên mà tiếp tục sống. Chỉ cần qua một thời gian, quân ấy sẽ quên được Hồng Lăng. Quân ấy có thể cùng với cô nương khác sống cuộc sống thật hạnh phúc. Trân Trân tài giỏi như vậy, nhất định sẽ có rất nhiều cô nương thích quân ấy. Mình nhất định phải buông tay. Chị Trân Trân nhất định phải buông tay. Nó sắp nhảy rồi. Tại sao chứ? Cổ đã biết con tới đây rồi, tại sao cổ vẫn muốn nhảy? Nếu như nó không nhảy thì Long Dương sẽ không tha cho cậu đâu. Vậy nếu như cổ nhảy qua rồi, kết cục sẽ như thế nào? Nếu như nó nhảy rồi
thì sẽ biến thành rồng, sau đó sẽ lấy lòng thái tử. Cẩn thận! Mau phá đi! Trường Trần, xin lỗi Quỳnh, Hồng Lan không thể đi theo Quỳnh về nhà. Nhà của Hồng Lăng không phải ở Trường Giang. Hả? Trường Trần, cậu không cần thử nữa, hãy để Hồng Lăng đi. Phu nhân, người coi, Hồng Lăng lên rồi. Bé con, hãy để nước mưa rửa sạch nội tâm của con, chữa khỏi vết thương của con. Hình dáng hiện tại của Hồng Lăng rất xứng đôi với khiên nhi của ta. Bổn vương cho phép hai con thành thân. Đa tạ phụ vương. Đa tạ Long vương. Vậy mời đại sĩ chọn ngày lành tháng tốt để cho đôi trẻ này thành thân.
chỉ cần có tình, ngày nào cũng là ngày lành tháng tốt. Quán Âm đại sĩ, theo như Khiên Nhi thấy, hãy định vào ngày sinh nhật của đại sĩ, có được không? Tốt lắm, vậy không phải vui càng thêm vui sao? Quyết định vậy đi. Huynh tỉnh rồi. Đệ tỉnh rồi. Tốt quá. Làm sao đệ vào đây được? Hôm đó chính là lão Huy kia đã đưa đệ về đây. Lúc đó toàn thân đệ ướt sũng, còn bị sốt nữa. Đệ có biết không, đệ đã ngủ 7 ngày 7 đêm rồi. Vậy sao? Huynh có gặp được Hồng Lăng không? Nè. Hả? Đã nói không được hỏi chuyện đâu mà. Muội quên. Không sao đâu, Hồng Lăng cổ rất khỏe, giờ cô đã quá thành rồng rồi. Thật vậy sao? Thật sao? Cảnh tượng đó thật sự rất đẹp. Thật sự rất đẹp. Nhìn thấy sự thay đổi đó của Hồng Lăng, huynh rất cảm động. Cho dù là không nỡ, nhưng bây giờ huynh đã hiểu, với Hồng Lăng mà nói, đó mới là sự lựa chọn tốt nhất. Huynh sẽ không phụ lòng Hồng Lăng, càng không phụ lòng cha mẹ. Huynh nhất định sẽ sống thật tốt. Đa tạ hai người. Đa tạ. Đừng khách sáo. Di thần Trương Trân tới đây để cáo từ hoàng thượng, rất mong hoàng thượng ân chuẩn. Trẫm biết là khanh mới vừa trải qua một biên cô rất lớn, trong lòng nguội lạnh. Trong chuyện này trẫm cũng có một phần trách nhiệm. Như vậy đi, trẫm sẽ ân chuẩn cho khanh nghỉ tịnh dưỡng. Khởi bẩm hoàng thượng, trong lòng thần đã quyết, xin hoàng thượng hãy ân chuẩn. Trân đệ, không phải xưa nay đệ luôn muốn tới kinh thành để thực hiện hoài bão? Đệ thật sự cho rằng ước mơ của đệ đã thành hiện thực sao? Thái tử, sau khi đã trải qua nhiều chuyện như vậy, thần đã có những trải nghiệm sâu sắc. Thần cũng cảm nhận thấy, hóa ra sống ở một ngư thôn nhỏ bé yên tĩnh thích hợp với di thần hơn. Không được, bổn thái tử không cho đệ đi. Đệ đã đồng ý với ta rồi mà. Đệ tới kinh thành này để trợ giúp ta. Bây giờ đệ đi chính là nuốt lời rồi. Đó chính là nói mà không giữ lời. Thái tử, di thần tuyệt đối không nuốt lời. Sau khi trở về ngư thôn thì thần vẫn tiếp tục giúp đỡ thái tử điện hạ, chẳng qua cách thức hơi khác nhau thôi. Nếu như đệ về, ngoài việc hàng ngày ra biển đánh cá, đệ còn có thể làm gì được? Thái tử, di thần về quê không phải làm ngư dân, mà là giống như thầy giáo của thần Nghiêm Phu Tử trước đây, mở lớp dạy học. Trân Trân ở lại kinh thành chỉ là một viên quan bé nhỏ, nhưng nếu trở về với dân làng, có thể đem những gì đã học được dạy lại cho đời sau. Lúc đó sẽ tạo ra thêm hàng ngàn hàng vạn trí thức. Càng có thêm nhiều trí thức sẽ giúp giang sơn xã tắc thêm giàu có. Hơn nữa học trò của thần có thể tạo phúc cho dân, trợ giúp hoàng thượng, trợ giúp thái tử, trợ giúp triều đình. Thiếu đi một Trương Trân lại có thể đổi được cho xã tắc nhiều người tài như vậy, không phải tốt hơn sao? Hoàng thượng, Trương đại nhân nói rất có lý, mong hoàng thượng đồng ý. Mong hoàng thượng đồng ý. Huynh quay về nhé, phải bảo trọng, đừng để bọn muội lo lắng đó. Được rồi, hai người tiễn tới đây thôi. Hai người quay về đi, để bọn ta tiễn đệ ra khỏi kinh thành đi.
tiễn quân ngàn dặm cũng phải biệt đi. Hai người quay về đi. Ở lại thêm chút nữa đi. Lần này quên đi, không biết khi nào mới gặp lại được. Triệu huynh, nếu đã như vậy, đệ sẽ giao Đường Tâm lại cho huynh. Đường Tâm, muội cũng đừng gây chuyện nữa. Hai người hãy sống thật tốt, đừng có cãi nhau. Yên tâm. Hai người bảo trọng. Đệ đó, nếu như cảm thấy chán biển rồi, chán ở ngư thôn, ta lập tức mời đệ trở về. Được. Rõ ràng là ba người tới đây mà chỉ có một mình huynh đi. Đời người vô thường, thăng trầm vô định. Hai người nhất định phải bảo trọng. Huynh cũng phải bảo trọng. Nhiều như vậy, tặng tất cả những gì trân quý nhất cho cô. Cô đúng là một cô gái hạnh phúc nhất trên thế gian. Hồng Lăng. Hồng Lăng. Sư huynh, sư tỷ. Hồng Lăng, bọn ta mang quà tới cho muội đây. Phải đó. Nhưng mà có hơi giản dị. Tỷ nói gì vậy? Hai người tặng muội cái gì muội cũng thích hết. Hồng Lăng, sao muội chẳng giống tân nương một chút nào hết? Sao mặt mày ủ rũ quá vậy? Sao vậy? Đừng có nói lung tung nữa. Muội sắp thành thân rồi đó, đừng suy nghĩ nhiều nữa ha. Trừng trừng, quên ấy sao rồi? Sao muội vẫn còn hỏi hắn nữa? Dù hắn có thế nào cũng không liên quan tới muội. Muội sắp trở thành thái tử phi rồi, đừng nghĩ nhiều nữa ha. Muội chỉ muốn biết. Hồng Lăng, muội phải chừng mực một chút. Lần trước ở Nam Hải, nếu thái tử không cầu xin quá âm đại sĩ, sư bá sẽ bị đày đọa tới chết đó. Đúng. Muội cũng chỉ muốn biết quên ấy sống có tốt không thôi. Muội yên tâm, bây giờ hắn rất tốt. Long thái tử. Long thái tử. Không cần đa lễ. Bây giờ hắn đã từ quan về quê, ta nghĩ vào thời điểm này cũng sắp tới ngư thôn Phổ Đà rồi. Thật sao? Quân ấy từ quan rồi, tại sao vậy? À, chuyện này ta cũng không rõ lắm, nhưng hiện nay hắn sống rất tốt, nàng đừng lo lắng. À, đa tạ Long thái tử. Nếu nàng vui thì ta cũng vui. Được rồi, mọi người từ từ nói chuyện, ta phải đi chuẩn bị một chút. Long thái tử thật rộng lượng. Nhưng mà cũng phải chú ý đó, chỉ cần là nam tử, dù rộng lượng tới đâu cũng sẽ không thích thê tử của mình nghĩ tới nam nhân khác đâu. Muội biết rồi, muội sẽ cố gắng học tập, học cách quên đi Trương Trân. Tham kiến Long Dương. Tin Trương Trân dây dưa với Hồng Lăng phá Long Môn của ta hiện đang ở đâu? Khởi bẩm Long Dương, hắn đã từ quan, bây giờ chắc đang trên đường hồi hương. Nếu không có gì bất trắc, một hai ngày là có thể tới làng chài Phổ Đà.
Món nợ của hắn cũng nên tính toán rồi. Hoàng Hoàng thường báo, bao giờ mới hết? Nhưng mà nếu không cho hắn một bài học, hắn sẽ còn lằng nhằng với chúng ta. Vậy theo ý của các ngươi là? Theo quy định trước đây, định một ngày nhấn chìm làng chài đó. Tàn sát vô tội, sinh linh lầm than, làm như vậy là mạo phạm luật giới của trời. Bệ hạ, nếu không phải đám dân làng đó luôn bảo vệ cho Trương Trân, Trương Trân sao có thể nghìn dặm xa xôi phá Long Môn của ta? Chúng ta và nhân giới đã lập thề ước không phạm lẫn nhau, bọn họ mạo phạm chúng ta trước, chúng ta không thể nhịn thêm nữa. Lẽ nào chúng ta còn phải chịu sự trói buộc của nhân giới sao? Được, vậy cho bọn chúng một bài học, để bọn chúng biết chỉ có thể nhân nhượng một lần. Đó, chờ đã. Chuyện này tuyệt đối không để cho người nào khác biết, đặc biệt là thái tử. Đó, Hồng Lăng. Long thái tử, quân sao vậy? Nàng biết mà. Sao vậy? Có phải là xảy ra chuyện gì không? Có phải Trương Trân gặp chuyện hay không? Trương Trân hắn không sao hết. Như vậy sao? Ta gạt đang làm gì? Hồng Lăng, không lẽ trong lòng nàng chỉ quan tâm một mình Trương Trân thôi sao? Long thái tử, có phải quên mệt rồi không? Phải, có lẽ đúng là ta đã mệt. Hồng Lăng, nàng đi dạo với ta đi. Sao hả? Nàng không thích à? Không phải vậy, chúng ta đi thôi. Mẹ, cuối cùng chúng ta cũng về nhà. Cùng hai người cũng đoàn tụ. Cha, nữ chủ nhân cõi bồng lai của cha đã quay về rồi. Sau này sẽ có người cùng cha cùng uống rượu, cùng trò chuyện, cùng đi dạo. Cha không cần phải lo lắng cho con. Thực sự không cần lo cho con.
cha, mẹ, tất cả đều đã qua rồi. Hai người hãy an nghỉ. Hồng Lăng, muội luôn cầu nguyện cho người khác, vì sao không cầu cho mình? Muội đã từng tự cầu nguyện chưa? Những gì đã học thì phải luyện tập, không phải vui lắm sao? Những gì đã học thì phải luyện tập, không phải vui lắm sao? Có bạn từ xa tới thăm, không phải vui lắm sao? Có bạn từ xa tới thăm, không phải vui lắm sao? Người không hiểu ta, ta không buồn giận họ, vậy không phải người quân tử ư? Người không hiểu ta không buồn giận họ, vậy không phải người quân tử. Ôn tập cái cũ để hiểu cái mới, có thể làm thầy được rồi. Ôn tập cái cũ để hiểu cái mới, có thể làm thầy được rồi. Chọn cái hay mà theo. Chọn cái hay mà theo. Trời ơi, đi thôi. Biết cái không hay mà sửa. Đi đi mà. Đi thôi. Biết cái không hay mà sửa. Hồng Lăng, Hồng Lân, Hồng Lân, Hồng Lân. Hồng Lăng, sao muội lại tới đó chứ? Muội cũng chỉ muốn nhìn quỳnh ấy một chút thôi, chỉ một chút. Nhân lúc Long Thái Tử chưa phát hiện, chúng ta phải mau chóng về thôi. Hồng Lăng, chúng ta phụng mệnh Long Vương, để đôi tân nhân muội và Long Thái Tử tự mình đi Nam Hải mời Quan Âm tới tham dự hôn lễ của hai người. Chuyện đã như vậy thì muội hãy an phận là Long Thái Tử phi cho thật tốt đi. Hồng Lăng, đừng có nghe nữa, mau đi thôi. Hồng Lăng, mau đi thôi. Mau đi thôi, đi thôi. Ờ. Đi. Ừ.
Sao giờ mọi người mới tới vậy? Hồng Lăng, sao giờ mới tới? Chúng tôi không đi đâu hết. Lúc nãy đột nhiên mụ ấy bị đau bụng, Hồng Lăng chăm sóc mụ ấy một lúc. Sau đó chúng tôi nhanh tới đây luôn. Đúng. Vậy có sao không? Nghỉ ngơi một chút đi. Không cần, tôi có thể xuất phát ngay. Đúng đó. Vậy được rồi. Đi. Hồng Lăng. Khởi bẩm Long Vương, chuyện nhấn chìm làng Phổ Đà chúng tiểu nhân đã làm xong. Long Thái Tử, Hồng Lăng và bạn bè họ cũng đã sắp xếp đi Nam Hải rồi. Bổn Vương bảo vệ cho họ mưa thuận gió hòa, ra vào bình an, còn cho phép họ đánh cá sinh sống. Họ không biết đa tạ, ngược lại còn đối đầu với ta. Phá lòng mồm của ta, làm bẩn thánh địa Long Hải. Cái làng này không giữ lại cũng được thôi. Tướng lệnh. Tướng lệnh. Không ổn rồi. Ê, nhanh, chạy đi, nước biển bất thường, là sóng thần đó. Mau đi đi. Nè, mau đi đi, sóng thần tới rồi. Chạy lên núi càng xa càng tốt, mau lên. Mau, sóng thần tới rồi, mau lên. Đừng báo phụ, đừng báo mẫu, mau lên. Bá xem bên kia sóng thần tới rồi. Mau, mau lấy đồ. Chạy lên núi, mau lên. Còn lấy đồ cái gì nữa, mau đi. Nhanh lên, mọi người nhanh lên. Mau đi thôi. Nhanh lên đi mà. Mau, mau. Mau, lên núi đi, càng cao càng tốt. Mau lên, mau lên. Nhanh lên, nhanh lên. Mau lên, chạy lên chỗ cao đi, mau lên. Chạy mau. Lẹ lên. Nhanh lên, mau chạy lên chỗ cao đi. Mau lên, mau lên. Nhanh lên. Nhanh lên. Chạy mau. Mau lên, mau lên. Chạy đi, chạy đi. Mau lên, mau lên. Mọi người tới rồi. Mau lên. Chạy mau đi. Vẫn chưa lấy họ bạn nữa. Các trò, mau chạy đi, sóng thần tới rồi. Mau chạy lên núi, mau lên. Chạy mau, mau lên. Chạy mau đi. Mau lên. Chạy đi, chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Mau lên. Sóng thần sắp tới rồi, chạy mau. Mau lên, mau lên. Thông báo cho mọi người đi, mau lên. Đi thông báo cho mọi người. Mau lên, mau lên đi, mau lên. Mau, 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 mau. Chạy tôi với. Mẹ ơi, mau chạy đi. Chạy mau lên, mau lên, mau lên. Mau lên, mau chạy đi. Mau lên, mau lên. Mẹ ơi, mau chạy đi. Chạy mau lên. Sư mũi à, thủy vị này có vẻ hơi lạ nha. Không lẽ? Không phải chứ. Sao vậy Hồng Lăng? Đây không phải là dấu hiệu của sóng thần sao? Thủy vị lùi sao như vậy? Cơn sóng thần này nhất định vô cùng dữ dội. Trên bờ nhất định sẽ bị nhấn chìm toàn bộ. Đúng vậy. Đừng nói nữa, đi theo ta. Chúng ta đi cứu những người trên bờ đi. Im miệng, đi theo ta. Chúng ta lên bờ cứu người trước, rồi đi cũng không muộn mà. Không được đi. Tại sao chứ? Hồng Lăng, tới giờ này vẫn không cách nào quên được Trương Trân có đúng không? Lúc nãy tất cả đều là giả. Nàng đã lén lút chạy đi thăm Trương Trân, có đúng vậy không?
Đúng. Hồng Lan, chúng ta sắp thành thân rồi, sao trong lòng của nàng vẫn còn người khác vậy? Nàng coi ta là đồ đá sao? Trong lòng ta không có cảm giác gì sao? Ta cũng có tự tôn của mình. Không phải như vậy đâu, chỉ là muội cảm thấy Long thái tử thấu hiểu nhân tình vô cùng đáng kính. Không, ta không thấu hiểu nhân tình, cũng không cần cái đáng kính của nàng. Ta muốn trong lòng nàng chỉ có một mình ta. Hồng Lan, cho dù nàng không làm được, ít nhất ta cũng là người quan trọng nhất trong lòng của nàng. Long thái tử à, xin huynh cho phép Hồng Lan ích kỷ một lần cuối cùng. Mạng người quan trọng, đi cứu người trước đã. Hồng Lan hứa với huynh, sau này nhất định sẽ đặt huynh lên hàng đầu. Lần này không ai cứu được hắn đâu. Huynh có ý gì chứ? Phụ vương đã hạ lệnh, không ai ngăn cản được. Lần này Trương Trân chết chắc rồi. Hắn đã làm cả làng trại bị liên lụy. Nếu nàng còn nhúng tay vào, chỉ là hy sinh tính mạng của chính nàng mà thôi. Muội không tin. Muội không được đi. Buông tay ra, buông tay ra, buông ra đi. Long thái tử, đi theo ta. Buông tay ra, buông tay ra. Dạ bao lâu sống thật tới rồi. Cẩn thận, cẩn thận đó. Chạy lên núi đi. Cẩn thận, mau lên. Cẩn thận, cẩn thận. Mọi người ở chừng đó, mau lên. Trời ơi, cha của tôi. Ông già tôi vẫn còn chưa lên núi. Không thể xuống núi, tính mạng quan trọng. Ông ấy vẫn chưa có lên. Ông ấy quay về tìm bạc rồi. Làm sao mà giữ được mạng đây? Được rồi, con đi tìm bá phụ, con đi tìm bá phụ. Bá mẫu ở đây, đừng có xuống đó, con tìm bá phụ cho. Đa tạ, con nhất định phải tìm được ông ấy về đây. Cứu tôi vậy. Cứu tôi. Đừng bá phụ, đừng bá phụ, không sao chứ. Đừng bá phụ, không sao thì tốt rồi. Chúng ta mau lên núi đi, lên núi đi, đi tránh nạn, mau lên. Không, bà của tôi đâu? Bà của tôi đâu? Đi, đều là vật ngoài thân. Bà của tôi, trời ơi, bà của tôi. Đừng bá phụ, chỗ bà nó khó khăn. Đừng bá bá, mau đi thôi. Tính mạng quan trọng, cho con lên núi đi. Bà của tôi đâu rồi? Tôi không cần sống nữa. Đừng có kiếm nữa. Đừng bá mẫu đang chờ bá trên núi đó. Đừng bá bá, bà nghe con nói đi mà. Mau lên núi cùng con đi. Bà của tôi đâu rồi? Bỏ tôi ra, tôi phải đi tìm bạc của tôi. Đừng bá bá. Đâu rồi? Đừng bá bá. Hết rồi. Mất mạng rồi thì tiền tài có ích gì đâu. Tiền tài mất rồi có thể kiếm lại, tính mạng mất rồi thì không còn nữa. Buông ra, tôi phải đi tìm bạc của tôi. Bá xin, sóng thần lại tới rồi. Bà con, mau đi thôi. Mau đi thôi. Bà con ơi, mau lên núi đi. Đi chạy đi. Mau lên, mọi người mau chạy đi. Chạy đi. Chạy đi, chạy đi. Ôi cứu, cứu. Chạy mau đây. Cứu tôi với. Thank you.
Ôi trời ơi, ông già chết tiệt này, ông không cần mạng nữa hả? Ông không cần mạng nữa hay sao? Bà còn quan trọng hơn tính mạng hả? Bà không của có tôi. Ông thì làm sao mà sống nổi đây? Ông nói đi. Long Dương. Hả? Long Dương. Các người vi phạm tộc quy, dĩ hạ phạm thượng, tội đáng muôn chết. Long Dương khai ân mà chúng tôi sẽ muốn cố gắng. Là Hồng Lăng liên lụy tới mọi người, Hồng Lăng nguyện ý lấy cái chết tạ tội. Xin Long Dương khai ân, tha cho họ đi. Hồng Lăng. Hồng Lăng. Được. Hồng Dương sẽ cho ngươi thỏa nguyện. Phụ Dương, con cầu xin người tha cho Hồng Lăng đi. Thiên Nhi, con việc gì phải khổ như vậy chứ? Trong lòng nó vẫn không hề có con, để con khổ sở chờ đợi bao nhiêu năm như vậy, có đáng hay không? Phụ Dương, Hài Nhi cho rằng thật ra có những chuyện không thể dùng trả giá để cân bằng, mà có những chuyện Hài Nhi buộc phải làm. Ta thấy con bị con yêu nghiệt này làm cho mụ mị hết rồi. Con là con ta, ta không thể làm gì con được. Nhưng mà Hồng Lăng và đồng bọn của nó hôm nay nhất định phải chết. Phụ Dương, Phụ Dương. Quan Âm đại sĩ. Quan Âm đại sĩ. Long Dương, ngài gây chiến kết thù với con người, lẽ nào ngài muốn sinh linh lầm than mới có thể giải mối hận trong lòng ngài? Quan Âm đại sĩ, thủy tộc ta nào giờ không có liên quan với con người. Là con cá chép này làm bậy, không tuân thủ quy định hai giới, tự tiện xông vào nhân gian để lại hậu quả xấu.
mà Khiên Nhi của ta lại không thể rời khỏi con yêu nghiệt này. Vì Long Tử, ta đành cho nó cơ hội để hối cải. Không ngờ nó lại lật lọng, hủy bỏ hôn ước, hại Long Tử của ta bị thương. Và tên Trương Trân kia nữa, càng không coi thủy tộc ta ra gì. Hắn mê hoặc dân làng Phổ Đà, phá hoại thánh địa Đông Hải của ta. Bọn ta và loài người từ lâu đã có thỏa thuận không làm phiền lẫn nhau, là bọn chúng hủy bỏ hẹn ước trước. Hôm nay ta nhất định phải cho chúng biết chiêu, lấy gậy ông đập lưng ông. Long Dương, ngài phải biết rằng chính vì ngài bức ép chia rẽ Hồng Lăng và Trương Trân mới dẫn tới một loạt tai vạ này. Và những cư dân vô tội này chỉ là hy vọng hai người có thể hòa hảo mới ra tay giúp đỡ. Ngài pháp lực vô biên, hủy diệt một làng chài nhỏ chỉ là dùng tay trong nháy mắt. Nhưng bọn họ biết rõ là sẽ gặp nạn, nhưng vẫn lựa chọn đối kháng với ngài. Ngài có bao giờ nghĩ đây là vì sao không? Còn có thể vì sao nữa? Không tự lượng sức. Không phải là bọn họ không tự lượng sức, càng không cố ý khiêu chiến quyền uy với ngài. Vậy rốt cuộc là vì sao? Bởi vì họ có thể phân biệt thị phi. Họ càng biết cái gì đúng, cái gì sai, họ thà chết cũng đứng về phía họ cho là đúng. Ta và bọn chúng không thù không oán, bọn chúng lại phá lòng mộ của ta, lẽ nào ta lại là người sai hay sao? Về luật ngài không sai, nhưng về tình thì ngài đã sai. Chuyện thế gian, không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng luật để phán xét. Ý nghĩa của nhân tình vượt xa cả sinh mạng. Mong là Long Dương từ bi tha cho những sinh mạng vô tội này. Các ngươi nghe cho rõ đi, hôm nay đại sĩ ra mặt cầu xin bốn dương tạm thời tha cho các ngươi. Có điều con yêu nghiệt này phải giao cho ta xử lý. Ta phải cho thủy tộc chúng ta một lời giải thích. Cũng được. Hồng Lăng, nếu ngươi đã chọn lựa thì phải một mình tự làm tự chịu. Ngươi theo Long Dương đi, để có một kết thúc, để Long Dương rút lui, trả lại bình an cho mọi người. Hồng Lăng bằng lòng theo Long Dương, tùy ý Long Dương xử phạt. Đa tạ Quan Âm đại sĩ. Hồng Lăng và Trương Trân tuy không cùng tộc, nhưng lại nếm được cay đắng ngọt bùi của tình yêu, quả là duyên phận. Thực ra hoàn toàn thông cảm được. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, mong Long Dương hãy suy xét. Mỏi càng muốn chết luôn á. Lão Quy dẫn theo Long Tử áp giải yêu nghiệt, theo bổn dương về cung. Tôn mệnh Long Dương. Hồng Lăng à, chúng ta đi thôi con.
Hồng Lân, Hồng Lân, Hồng Lân. Lăng, bổn vương niệm tình ngươi cũng từng là thủy tộc ta, khoan nhượng cho ngươi nhiều lần. Còn ngươi lại vì một người phàm, năm lần bảy lượt đối đầu với ta, không coi luật lệ thủy tộc ra cái gì. Ngươi còn dám tự ý hủy bỏ hôn ước, hại khiên gì của ta vì tình mà bị thương. Ngươi to gan làm càn như vậy, bổn vương không thể nhẫn nhịn với ngươi được nữa. Hôm nay bổn vương phải xử cực hình với ngươi. Lâm vương khai ân. Người im hết cho ta. Lát nữa ta sẽ trừng trị các người tiếp. Hồng Lăng, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Hồng Lăng không hối hận, nhưng mà Hồng Lăng còn một thỉnh cầu. Hy vọng Long Vương có thể thu tay lại, đừng làm hại những người kia nữa. Hôm nay Hồng Lăng rời đi, hy vọng tất cả ân oán đều sẽ được xóa bỏ. Đừng để những người phàm vô tội kia và thủy tộc chịu bất cứ sự tổn thương nào nữa. Sớm biết như vậy, sao lúc đầu còn làm? Long Dương, chuyện hôm nay nhất định sẽ khiến con người quán trách. Nếu xích mích với người phàm, nhất định sẽ dẫn tới nhiều phiền phức. Hơn nữa nhân vật chính trong vụ này đã bị định tội, mong Long Dương khoan hồng đại lượng, tha cho người phàm đó đi. Hành hình! Phụ vương, người đều giết Hồng Lân. Phụ vương, người muốn giết thì giết luôn con đi. Sống con không thể ở bên cạnh nàng, chết con nguyện đi theo Hồng Lân. Nghiệt chướng, sao con có thể vì một nữ tử mà coi thường tôn nghiêm của Long tộc ta? Đừng quên thân phận của con không mau lui xuống đi. Phụ vương, người không cần nói nữa, lòng con đã quyết rồi. Được, bổn vương không giết nó. Phụ vương, thật vậy sao? Giết nó thì dễ dàng quá. Bổn vương phải đánh tan nguyên thần của nó, đóng băng dưới biển sâu, răng đe cảnh cáo. Nếu ai còn dám đối đầu với ta, Hồng Lăng chính là kết cục của kẻ đó. Phụ vương, Hồng Lân. Hồng Lân. Tống giam bọn chúng 100 năm đã là nhân nghĩa lắm rồi. Vậy còn Hồng Lăng? Im miệng! Hôm nay phụ vương tuyệt đối sẽ không nghe theo con nữa. Phụ vương, con cầu xin người, hãy thả Hồng Lăng ra đi. Tại sao con phải khổ như vậy? Nữ tử thế gian hàng trăm hàng ngàn, đâu chỉ có một mình Hồng Lăng. Bổn vương bây giờ sẽ cho người đi tìm về, tùy con lựa chọn. Phụ vương, con không cần cô nương nào hết, con chỉ cần Hồng Lăng thôi. Ta thật không hiểu, con bé Hồng Lăng nó rốt cuộc có gì tốt?
trong mắt nó căn bản không hề có con. Sao con lại phải cố chấp như vậy hả? Phụ vương, nếu có lựa chọn thì Hài Nhi có thể như vậy không? Tình yêu là không có lựa chọn. Cho dù Hồng Lăng như thế nào, trong lòng con đã định. Phụ vương, bây giờ con rất hối hận. Con thật sự không nên ép Hồng Lăng thành thân. Chỉ xin phụ vương tha cho cô ấy. Cầu xin người đó phụ vương hãy tha cho cô ấy đi. Ta thấy con đúng là bị ma ám rồi. Phụ vương, chỉ cần người tha cho Hồng Lăng, con xin thề từ nay về sau con sẽ tuyệt đối nghe theo phụ vương, không bao giờ làm phụ vương tức giận nữa. Thiên Nhi, phụ vương bây giờ dù có muốn thì cũng không có khả năng nữa. Tại sao vậy? Nguyên thần của Hồng Lăng đã bị đánh tan, phụ vương không có khả năng triệu tập nguyên thần đã phát tán ở tứ phương lại. Con hãy từ bỏ đi. Phụ vương, người làm vậy không phải muốn lấy mạng Hồng Lăng hay sao? Sao người không đánh tan nguyên thần của con luôn đi chứ? Cho dù con có làm cô hồn giả quỷ, cũng có thể được bay cùng nguyên thần của Hồng Lăng, vẫn còn tốt hơn là phải sống một mình. Hồng Lăng, muội còn nhận ra ta không? Hồng Lăng, ta xin lỗi. Đáng lẽ ta không nên ích kỷ như vậy. Ta cũng biết rõ ràng là muội thích Trương Trân, ta nên chấp nhận chuyện đó. Nhưng ta đã làm tổn thương muội, cũng làm tổn thương Trương Trân. Ta thật bị ổi. Đúng ra phải là ta bị giày vò mới phải. Hồng Lăng, muội không có lỗi, chẳng qua là muội yêu phải một người phàm mà thôi. Tình yêu vốn không hề có lỗi, muội không cần phải bị trừng phạt. Hồng Lăng, ta xin muội, muội quay lại đi. Muội hãy cố gắng một chút để nguyên thần của mình trở lại đi Hồng Lăng. Ta cầu xin muội, muội quay lại đi, muội cố gắng đi mà. Hồng Lăng, muội đang suy nghĩ cái gì vậy hả? Sư phụ sư bá của muội và sư huynh muội của muội, họ đều rất tốt, họ đều rất nhớ muội. Đáng tiếc là họ không thể tới được. Muội hãy vì họ mà mau trở lại đi, có được không? Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội quay lại đi, muội hãy mau quay lại đi. Mi Thành giảng dễ trước đây đi mà Hồng Lân. Các người giúp ta nghĩ cách đi. Long Thái Tử, hiện giờ người có thể cứu được Hồng Lăng chỉ có một người thôi. Ý của bà muốn nói là Trương Trân? Phải. Không được đâu, không có được đâu. Tại sao vậy? Trương Trân là người phàm, cậu ấy chưa tới đáy biển đã bị thịt nát xương tan rồi. Vậy Uống Năng Vật thì sao? Uống Năng Vật cũng không tới được sao? Ở đó không giống với Long Cung, huống hồ Trương Trân chỉ là thân thể của người phàm mà thôi. Vậy có nghĩa là Hồng Lăng sẽ mãi mãi như vậy, không cứu được nữa sao? Không phải vậy, vẫn còn có cách khác. Sư muội à, cách đó thật sự quá mạo hiểm đi. Là cách gì vậy? Mau nói đi. Xác thịt của Trương Trân không tới được đáy biển, nhưng nguyên thần của cậu ấy có thể. Thật sao? Đúng. Nếu như người phàm uống được nước thánh trong tịnh bình của Quan Âm đại sĩ, thì nguyên thần có thể tạm thời thoát ra khỏi xác thịt, có thể đi đến bất cứ nơi nào. Tốt quá rồi. Năm xưa khi Đông Hải khô cạn, Quan Âm đại sĩ vì phổ độ chúng sinh đã ban nước thánh cho thủy tộc chúng ta.
Long Thái Tử, tôi xin người, người đừng có đi tìm Trương Trân mà. Tại sao vậy? Ta nghĩ Trương Trân chắc chắn sẵn lòng đi cứu Hồng Lăng. Còn vị phía phụ dương của ta, ta sẽ dốc hết sức mình bảo vệ Trương Trân, sẽ không để phụ dương tổn hại Trương Trân và những người phàm khác. Lão đây tin là người có thể ngăn cản được Long Dương, nhưng mà người tuyệt đối không có còn cách nào giữ được tính mạng của Trương Trân đâu. Tại sao vậy? Ta gọi là nguyên thần lìa xác, là phải trải qua tu luyện khiến cho tinh khí thần của một người thoát ra khỏi xác thịt. Khi xác thịt bị mất đi nguyên thần thời gian lâu quá, mạch tượng bắt đầu biến mất, khí huyết cũng theo đó không còn tuần hoàn. Khi xác thịt bắt đầu tan biến, nguyên thần cũng sẽ tứ tán. Tóm lại, khi nguyên thần tứ tán, xác thịt sẽ bị thối rữa. Huống hồ là Trương Trân chỉ là thân thể của một người phàm. Cho dù dựa vào ngoại lực để ép nguyên thần của cậu ấy lìa khỏi thân xác, nhiều lắm cũng chỉ được 3 canh giờ mà thôi đó. Vậy Trương Trân tới đáy biển thăm Hồng Lăng nhất định phải hoàn thành trong thời gian 3 canh giờ. Đây có làm được không? Việc này vốn dĩ không thể làm được. Khoan nói cả lộ trình đi và về, chỉ mỗi tính lộ trình lượt đi thôi, nhanh nhất cũng phải mất 2 canh giờ đó. Hả? Cái gì? Bỏ đi. Nếu mà Trương Trân đi cứu Hồng Lăng, cậu ấy sẽ chết chắc đó. Vậy phải làm sao đây? Đi Trương Trân sẽ chết. Không đi, Hồng Lăng sẽ không được cứu. Quả nhiên, ngày nổi sóng thần đó, không phải ta bị ảo giác, mà là Hồng Lăng đã tới. Không có ai chịu nói ta biết, nhất định đây là ý của Hồng Lăng. Trương Trân, khi ta nghe xong sư phụ Hồng Lăng nói biện pháp đó, ta vốn không muốn tới tìm huynh, nhưng mà ta đã dùng hết khả năng của mình, Hồng Lăng vẫn không có chút phản ứng nào. Cho nên ta tin ở trên thế gian này, người duy nhất gọi được Hồng Lăng tỉnh lại chỉ có huynh. Vậy chúng ta bây giờ lập tức xuất phát. Trương Trân, huynh thật sự không cần suy nghĩ thêm sao? Huynh làm như vậy, huynh có thể... Ta biết rõ, trong thời gian 3 canh giờ, nếu như không quay lại kịp, xác thịt của ta sẽ bị thối rữa, nguyên thần của ta cũng theo đó tan thành tro bụi. Huynh thật sự bằng lòng sao? Vì cứu Hồng Lăng, đây cũng là một niềm hạnh phúc. Nén nhang này có thể cháy trong 3 giờ. Một khi nó được đốt cháy, tất cả mọi người và mọi vật ở bên ngoài đều sẽ không quấy nhiễu thân xác của huynh, cho tới khi nguyên thần của huynh quay trở lại là có thể bình an nhập vô lại thân xác huynh. Được, đa tạ huynh. Mấy món đồ này phiền huynh giúp ta giữ chúng, tới bên đó rồi huynh mới đưa lại cho ta. Được. Cái này huynh hãy uống nó đi. Ta xong rồi. Được. Chuẩn bị xong chưa? Đi thôi.
Hồng Lăng bình thường hoạt bát như vậy, thích cười như vậy, yêu mọi người như vậy, nhốt cổ ở đây nhất định là khó chịu còn hơn cả chết. Thời gian không còn nhiều, đi thôi. Trân Trân, huynh vô đó đi. Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội có nhận ra Trân Trân nữa không? Hồng Lăng, ta nhất định sẽ làm cho muội tỉnh lại, để muội lại được cười. Muội xem ta đem gì tới cho muội. Ta sẽ mang cây sáo của ta tới đây để thổi cho muội nghe. Hồng Lăng, thật xin lỗi, Trường Trần không có cách nào để thổi sáo cho muội nghe. Muội còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào không? Chính là bắt đầu từ cái sáo này. Rồi hay sao? Hả? Ta đã nói với cô là phải như vậy. Mau nhìn kìa. Hả? Trân Trân.
Hồng Lan, Hồng Lan, muội quay lại rồi. Muội có còn nhớ ta không? Quynh là ai vậy? Người muội đã từng yêu sâu đậm, đã từng không ngừng cổ vũ động viên. Bất luận cuộc sống trải qua khó khăn ra sao, muội vẫn luôn ở bên cạnh ta. Thậm chí là giàu sinh ra tử, muội cũng vĩnh viễn không rời xa. Không cần gấp gáp đâu. Muội xem những hình ảnh này, nó sẽ hiện ra từng việc mà chúng ta từng cùng nhau trải qua. Chắc chắn muội sẽ nhớ lại tất cả, sẽ nhớ lại muội là ai. Từng nói gì không? Ta nói ta sẽ mãi mãi yêu muội, ta sẽ mãi mãi không để muội chịu khổ. Muội biết, nhưng mà nơi này quá nguy hiểm. Bất kể muội ở nơi chốn nào, ta cũng sẽ tìm được muội. Trương Trương, Hồng Lan không sợ mệt, không sợ đau, thậm chí không sợ chết. Điều Hồng Lan sợ nhất chính là mất đi Quynh. Đó mới chính là nỗi đau thật sự. Nếu Quynh thật lòng yêu Hồng Lan thì xin đừng rời xa Hồng Lan, xin đừng bỏ rơi muội. Nếu chết thì chúng ta sẽ cùng chết. Hồng Lan, Hồng Lan, Hồng Lan, muội làm gì vậy? Hồng Lan, nếu như vậy thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không rời xa nhau nữa. Hồng Lan, tốt quá rồi, nguyên thần của muội đã trở về. Muội đã nhớ lại hết rồi, muội nhất định phải luôn nhớ tới ta, nhớ tới Trương Trân, có biết không? Hồng Lan, ta thích nhìn nụ cười của muội. Hãy vì ta mà cười một lần cuối. Mình mau nắm chặt đi, đừng có buông tay nha. Mình bị sao vậy? Hồng Lan, vĩnh biệt muội. Trương Trương, muội đi đâu vậy? Đừng đi mà. Muội hãy bảo trọng. Không, Trương Trương. Bảo trọng, bảo trọng.
xin Lộn Dương ban cho Hồng Lăng được chết. Được, Bổn Dương sẽ cho ngươi được toại nguyện. Long Dương, xin hãy giơ cao đánh khẽ. Bái kiến đại sĩ. Hồng Lăng, ngươi sao vậy? Quan Âm đại sĩ, xin ngài hãy cứu Trương Trân. Hồng Lăng có thể không sống, cũng không muốn để Trương Trân phải chết. Ngươi thì có tư cách gì mà đưa ra yêu cầu? Bây giờ Bổn Dương sẽ đưa ngươi đi gặp Trương Trân. Long Dương, Khiên Nhi từ sớm nói hết tất cả mọi chuyện cho ta biết rồi. Nếu ngài không phiền, vậy việc này xin cứ giao lại cho ta giải quyết. Lời của đại sĩ, Ngao Quảng xin được nghe theo. Vậy thì tốt. Hồng Lăng, tâm ý của ngươi ta đều hiểu. Trương Trân sinh tiền tích đức thiện duyên, thiện lai thiện báo, sau khi vượt qua phong ba bão táp sẽ sống lại thôi. Thật vậy sao? Tạ Quan Âm đại sĩ. Hồng Lăng, bây giờ ta chỉ hỏi ngươi một câu, không biết ngươi muốn đại ẩn hay là tiểu ẩn? Cái gì là đại ẩn, cái gì là tiểu ẩn? Đại ẩn là vứt bỏ tam phiến. Quan Âm đại sĩ, làm vậy sao được? Đừng nói bây giờ Hồng Lăng đã thành đồng, cho dù là những con cá nhỏ, nếu gặp bỏ tam phiến thì tự sát sẽ tan rã mà chết. Việc này phải xem tạo hóa của Hồng Lăng. Nếu Hồng Lăng không chết thì sẽ đến nhân gian chịu khổ. Tiểu ẩn là đi theo ta tới Nam Hải tu luyện, 500 năm sau đắc đạo thành tiên. Hồng Lăng tình nguyện đại ẩn. Tại vì sao? Vì Trương Trân. Hồng Lăng tình nguyện xuống nhân gian chịu khổ. Vậy ngươi có biết cái giá phải trả khi gỡ bỏ tam phiến không? Con không quan tâm. Ngươi từ bỏ 500 năm đạo hạnh tu luyện, hơn nữa hiện giờ ngươi đã vượt qua Long Môn, quá thân thành rồng. Cho nên nếu ngươi muốn xuống nhân gian thì phải gánh chịu nỗi đau đớn thay da đổi thịt. Gỡ bỏ tam phiến, gỡ phiến thứ nhất chính là rút bỏ lông gân của ngươi, phiến thứ hai chính là lột bỏ lông bì trên người ngươi, phiến thứ ba chính là hút cạn lông não của ngươi, để cho ngươi tuyệt đối quên đi ngươi từng là rồng. Sau khi gỡ bỏ tam phiến, nếu như ngươi có thể sống sót vượt qua, ngươi sẽ được đọa xuống nhân gian. Hồng Lăng, tất cả những thứ này Bùi chịu đựng nổi không? Bùi thật sự chịu nổi mà. Bây giờ ta mới hiểu tình cảm mỗi dành cho Trương Trân kiên định đến mức nào. Muội xin lỗi đã khiến cho Quynh phải lo lắng cho muội, buồn phiền gì muội. Hồng Lăng, ta hỏi muội một câu cuối cùng, nếu như muội làm như vậy có thể sẽ chết, muội có thấy nó xứng đáng không? Nếu như Hồng Lăng đã đưa ra lựa chọn cho mình, vậy thì phải xem tạo hóa của người. Ah!
phụ vương, hãy để con gỡ thay Hồng Lăng đi. Người dám! Con không mang nữa, con không mang nữa. Tại sao con phải tự chuốc khổ như vậy? Con muốn lấy mạng già của ta sao? Con đã muốn dứt bỏ thân chồng thì hãy để của ta tự gỡ đi. Đừng nói nữa phụ vương, hãy để con làm đi. Lòng thái tử, đa tạ quý muội làm được. Hồng Lăng, Hồng Lăng, muội không sao chứ? Đồng thái tử, đa tạ huynh. Huynh khiến cho Hồng Lăng ta rất hạnh phúc. Tịnh Ninh Điện, sao vẫn chưa tới? Ua, sao muội còn sốt ruột hơn ta nữa vậy? Là ta cưới thê tử hay muội cưới đây? Thiệt là. Tới rồi kìa, để muội tâu với phụ hoàng. Chắc tới phụ hoàng rồi. Mẫu hậu, mau xem tỷ ấy tới rồi kìa. Người xem đứa trẻ này vui mừng chưa kìa. Nào, mau qua bên đây. Dạ. Thank you.
thiệt đó. Tân lang tân nương nhất bái thiên địa. Nhị bái cao đường. Phu thê giao bái. Xong Thái tử phi tuệ. Tốt quá rồi. Hôm nay hai chúng ta cuối cùng đã được thành thân rồi. Ông trời quả không phụ người có lòng. Quả bao khó khăn như vậy, Quỳnh bảo đảm Quỳnh nhất định sẽ đối đãi muội thật tốt. Muội kêu ta đi đâu, ta sẽ không đi tay. Muội kêu ta ngồi, ta sẽ không đứng. Có điều ta vẫn phải lập phi tử. Hả? Vậy vì đây là quy định mà lão tổ tông ta lập ra, ta không có quyền phản đối. Tuy là hai chúng ta không thể thay đổi hoàn cảnh to lớn này, nhưng mà chúng ta có thể sáng tạo ra bầu trời nhỏ của hai chúng ta. Kiến cực tùy dùng. Đã tới chưa? Sắp rồi, sắp sửa tới rồi nè. À rồi, tới rồi. Chuẩn bị. Một, hai, ba. Là bánh nướng bánh bao. Toàn là những thứ mà bổn cô nương thích. Bây giờ bánh nướng bánh bao, còn cả tên gốc này nữa, mỗi đều có hết. Mỗi rất hạnh phúc mà đúng không? Tất nhiên là vậy rồi. Ồ, có điều còn thiếu Trường Trân. Đừng nhắc con người đó nữa. Để ấy bây giờ cao ngạo lắm rồi. Hai chúng ta kết hôn đại hỷ, mời để ấy tới cũng không tới. Đã không tới thì thôi đi, Hòa cũng không thấy nữa. Chán thiệt chứ. Từ hồi nào mà huynh trở nên giống muội rồi, ham của tới vậy luôn. Đây là lấy gà theo gà, lấy chó theo chó mà. Ê, muội không phải chó nha. Giờ muội thèm ăn rồi, đút muội ăn đi. Nè. Được. Thật ra huynh cũng không thể trách huynh ấy. Huynh ấy mất cây bút, phải đi tìm cây bút mà. Là bút hả? Không phải cây sáo à? Sao là cây sáo được? Là bút quá, huynh nhớ lộn rồi. Không có, lần trước Trân Đại viết thư cho huynh nói là cây sáo mà. Viết thư? Huynh đã viết thư nào chứ?
Mụ muốn biết hả? Ừ. Thank you.